Các bạn đang nghe truyện sư phụ ta mỗi đến đại nạn mới đột phá trên kênh TV Audio CV. Chương 1436, Đồng bộ. Cường giả trong vùng hỗn độn sắp vỡ vụn đối diện không phải sắp bị giết sạch sao? Chu Khai Linh nghi hoặc hỏi. Bởi vì giết sạch mới không thái bình. Mỗi vùng hỗn độn đều có số cường giả cấp quốc chủ. Một người muốn đi lên thì phải có một người đi xuống. Vùng hỗn độn đó, mặc dù nói là rất nát, nhưng sau khi bị vùng hỗn độn chúng ta cắn nuốt, ít nhất sẽ gia tăng thêm một, hai danh ngạch. Phải biết rằng, Thánh chủ 13 đại chủng tộc ở trung tâm hỗn độn, chính đại quốc chủ hỗn độn thần ma, một cây củ cải một cái hố. Nếu như một nhà trong đó lại có thêm một vị cường giả cấp quốc chủ, nhất định sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất cả vùng hỗn độn. Căn cứ vào hình thức này, người nói đến lúc đó có sẽ loạn hay không, từ phàm chậm rãi nói. Sư phụ, danh ngạch đó, ngươi có cơ hội sao? Từ Nguyệt Tiên đột nhiên hỏi. Nghĩ nhiều rồi, sư phụ ngươi ngay cả hỗn độn thánh nhân cũng chưa phải, càng đừng nhắc đến danh ngạch này. Từ Phàm mỉm cười lắc đầu. Nghe được lời Từ Phàm, tất cả mấy đồ nhi đều lộ ra vẻ mặt không tin. Ngay cả Trương Vi Vân rất tín nhiệm Từ Phàm cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Từ Phàm. Các ngươi không tin cũng được. Ba năm sau, Từ Phàm đang câu cá bên hồ rốt cuộc đợi được huynh đệ tốt. Những năm này ta không ở đây, vất vả ngươi. Từ phàm nghiêm túc nói. Đều là huynh đệ, đừng nói lời xa cách như vậy. Vương Vũ Luân nói, lấy ra một linh bảo không gian truyền tống đến trong bảo khố Tông Môn. Bên từ cương ngươi đã ổn định lại chưa, còn có phân thân kia của ngươi sao còn chưa trở lại, Vương Vũ Luân ngồi xuống bên cạnh từ phàm hỏi. Phân thân đó của ta ước chừng ba vạn năm nữa là có thể trở lại vùng hỗn độn này, bên từ cương đã ổn định rồi vì cứu từ cương ngươi tiêu hao nhiều hồng mông chí bảo như vậy lúc sau ta nhất định sẽ bù lại cho ngươi vẫn là loại nguyên bộ toàn bộ tự động ngươi thích từ phàm đập vai vương vũ luân vương vũ luân vốn muốn cự tuyệt nghe thấy từ toàn bộ tự động lời cự tuyệt phía sau cũng không nói ra miệng ngươi có thể tấn cấp đến hỗn độn đại thánh nhân là ta không nghĩ tới chờ sau khi trở về ta sẽ làm kiểm tra toàn diện cho ngươi để ngươi trở thành cường giả hỗn độn đại thánh nhân cảnh chân chính. Từ phàm nói, ta bây giờ không tính sao? Đương nhiên không tính, cảnh giới của ngươi bây giờ chẳng khác gì cưỡng ép thôi hóa cả. Trong cơ thể ngươi bây giờ còn pháp tắc chí cao cấp cao hơn chưa kích hoạt, chờ ta trở về. Dây cần câu trong tay từ phàm căng ra, một con tôm sông dài ba trượng bị câu ra. Ta sử dụng hồng mông chí bảo của một vị cường giả dị tộc đến đây, chỉ có thể ở lại trăm năm, hơn nữa cũng không làm được gì. Từ phàm Tiết núi nói: "Ngươi có thể tới tán gẫu đã rất không tệ." Vào lúc này, một tráng hán cao gần một trượng chợt xuất hiện phía sau Vương Vũ Luân. "Bái kiến đại trưởng lão." Tráng hán đầu tiên là hành lễ với Từ phàm, sau đó lại nhìn Vương Vũ Luân. "Cha, gọi ta đến có chuyện gì?" Tráng hán nói. "Ngươi đưa những đồ vật này cho nương ngươi và những di nương chia nhau đi." Vương Vũ Lâm nói lại lấy ra một linh bảo không gian bỏ vào trong tay tráng hán đã biết tráng hán hành lễ cáo biệt với từ phàm sau đó rời đi vương vũ luân lắc đầu bất đắc dĩ hài tử nhiều rồi quả thật không trông nom hết được lúc sau những hài tử đó đều không thân với ta ngươi xác định trước khi sinh thì thân à từ phàm nói đùa từ đại ca nói chuyện vẫn đâm vào tim như trước vương vũ luân cười khổ nói chuyện bên bọn ta ngươi đều biết cả rồi nói bên ngươi đi vùng hỗn độn khác thế nào ra làm sao đại đạo hỗn độn có phải giống như chúng ta hay không vương vũ luân tò mò hỏi đại đạo hỗn độn có đôi chút khác biệt chủ yếu phải xem pháp tắc chí cao tồn tại ở vùng hỗn độn đó diễn biến như thế nào vùng hỗn độn khác thiên kỳ bách quái cái gì cũng có về sau có cơ hội ngươi qua đó xem là biết từ phàm nói dùng quan ảnh thuật khắc họa cảnh mấy vùng hỗn độn tương đối đặc biệt cái này lợi hại một cự thú là đại thế giới, thế giới thể nội diễn hóa hoàn chỉnh pháp tắc đại đạo. Cái này mà cũng được, vùng hỗn độn này thế mà không có ánh sáng, vĩnh viễn ở trong bóng tối. Còn có cái này. Nhìn từng vùng hỗn độn mới lạ, vương vũ luôn nổi lên hứng thú. 60 năm sau, trong không gian dưới lòng đất. Chủ nhân, bồ đào không cách nào lĩnh hội được pháp tắc chí cao ngươi ngưng tụ, làm ngươi thất vọng. Bồ đào xấu hổ nói không sao hết chờ sau khi ngươi tấn cấp đến hồng mông chí bảo lại nói giọng điệu từ phàm có chút đáng tiếc phân thân ở trên hỗn độn chi chu có rất nhiều pháp tắc chí cao hỗn độn đại thánh nhân tộc thánh huy ngưng tụ đều là hắn dùng đạo ngân quan ảnh đồ để đổi bồ đào khống chế tam thiên giới lại đi vào sâu trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa một chút ta cảm giác thánh chủ minh tộc đã để ý nhân tộc tam thiên giới lại đi vào chỗ sâu một chút đỡ bị hắn phát hiện từ phàm phân phó tuân lệnh chủ nhân sau đó toàn bộ tam thiên giới bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng bay vào càng sâu trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa đại địch trước mắt cảm giác lại về tới ngày tháng trốn đông trốn tây trước đây thật là có chút hoài niệm từ phàm hờ hững nhìn vùng hỗn độn nói đúng rồi đưa lệnh bài vạn duy thánh giới cho ta ta phải luyện hóa nó thử xem sau này có thể phân thân giáng lâm vùng hỗn độn khác hay không từ phàm phân phó. Một truyền tống trận nhỏ xuất hiện cách Từ phàm không xa, một lệnh bài khắc chữ vạn duy được truyền tống tới. Cuộc sống trước kia trôi qua quá an nhàn, đều không để ý đến thứ này, không nên. Từ phàm tức lệnh bài vạn duy vào. Lúc này, phân thân số 2, số 4 và số 5 đều xuất hiện sau lưng Từ phàm. Bản thể, gọi bọn ta tới có chuyện gì?" Phân thân số 2 hỏi ta đem pháp tắc chí cao ta lĩnh ngộ đồng bộ với các ngươi khoảng thời gian trở về này rốt cuộc ngưng tụ cũng tạm rồi trong tay từ phàm xuất hiện một quan đoàn trong quan đoàn dẫn ra ba sợi tơ kết nối đến trên ba phân thân ba canh giờ sau phân thân số hai tỉnh lại trước xem ra ngươi ở bên kia sống rất tốt pháp tắc chí cao cũng lĩnh ngộ được mấy loại phân thân số hai cười nói cơ duyên xảo hợp cắt được không ít trao hẹ từ phàm nở nụ cười đúng rồi đại thống lĩnh của ngươi hiện tại thế nào không có ngươi hỗ trợ phỏng chừng tốc độ phát triển thế lực chậm hơn không ít những năm này đại thống lĩnh còn ổn đã nắm giữ sáu đại lục thần ma và một mảng lớn một trường thần ma xem như thuộc thế lực trung đẳng ở đế quốc chúng tinh thần ma đại thống lĩnh có thể phát triển đến mức này đều do hắn vẫn luôn ở phía sau vì đại thống lĩnh bày mưu tính kế lợi hại ngươi cũng được lắm có thể vì đại thống lĩnh cung cấp nhiều mưu kế chuẩn xác như vậy. Nghe được lời từ phàm, phân thân số hai ngược lại ngượng ngùng lên. Tất cả đều là công lao của bồ đào, ta lấy ra một nửa toán lực bỏ không của hắn thôi diễn phát triển của đại thống lĩnh. Được rồi, hiện tại ngươi cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc chí cao, sau này về mặt luyện chế hồng mông chí bảo này sẽ dễ dàng hơn không ít. Trong hỗn độn chi chu, thời gian trăm năm đã qua. Từ phàm từ từ mở mắt, lộ ra nụ cười nhạt thời gian trăm năm này đã giải tình cảm tương tư mấy chục vạn năm ở bên ngoài của hắn thế giới trung tâm từ phàm cung kính trả lại hồng mông chí bảo cho cường giả tộc thánh huy tiền bối đa tạ từ đại sư khách khí cái gì nói cảm ơn còn không bằng lại đánh với ta một ván cờ cường giả tộc thánh huy vung tay lên bàn cờ giới kỳ xuất hiện từ đại sư đừng nương tay để ta xem những năm này ngươi có tiến bộ hay không cường giả tộc thánh huy nói như tiền bối mong muốn từ phàm ngồi xuống đối diện cường giả tộc thánh huy ba ngàn năm sau theo cả bàn cờ lấp lánh một trận tiểu thế giới thánh quang trên bàn cờ hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ bàn cờ từ đại sư lợi hại lại đến mặc dù thua nhưng cường giả tộc thánh huy cảm giác được rõ ràng kỳ lực của mình tiến bộ lại đến ván thứ hai đánh 3.600 năm, cuối cùng lại bị từ phàm bày một đại cục, giành được thắng lợi. Mặc dù thua, nhưng cường giả tộc Thánh Huy cảm thấy rất đã ghiền. Lúc muốn đánh tiếp ván thứ ba lại chợt dừng lại. Từ đại sư vẫn là giảng bài đi, nếu như có cơ hội nhóm chúng ta lại đến. Cường giả tộc Thánh Huy có chút không bỏ được nói. Nghe được lời này, từ phàm trực tiếp gia tốc thời gian xung quanh hai người. Thời gian gia tốc này, cũng không tính trong giao ước của ta cường giả tộc thánh huy biết từ phàm có ý gì tiền bối cho ta trăm năm ta trả tiền bối vạn năm sau đó từ phàm bắt đầu nói về giới kỳ một vạn năm sau vùng hỗn độn một hỗn độn chi chu chậm rãi hạ xuống trên ngoại bích một thế giới rộng lớn từ đại sư nơi này chính là bảo khố đại thế giới của tộc thánh huy bọn ta chúng ta giao dịch ngay ở đây đi một vị cường giả tộc Thánh Huy phụ trách giao dịch với Từ Phàm nói: "Được, sau khi giao dịch xong, ta hy vọng có thể nán lại một thời gian trong thế giới Bảo Khố quý tộc." Từ Phàm nói: "Đương nhiên có thể." Bảo Khố đại thế giới, trong một thế giới đại thiên chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Từ Phàm và nữ tử Thánh Quang đang hưởng thụ mỹ thực đặc sắc của nơi này. Không ngon bằng mỹ thực của vùng hỗn độn kia nữ tử thánh quang vừa ăn vừa đánh giá. "Không giống, ngươi phải thưởng thức đặc sắc trong đó chứ." Từ phàm gấp một món dùng tiên thiên linh căng nấu ra, bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. "Từ đại sư, bước kế tiếp chúng ta có phải nên luyện chế hỗn độn chi chu rồi không?" Có lẽ là cách vùng hỗn độn quê nhà không xa, nữ tử thánh quang có vẻ đặc biệt hưng phấn. "Đúng vậy, nhưng trước đó, phải thu một lượng lớn thần khoáng hỗn độn trước đã." Nếu không thì không chống đỡ nổi kết cấu bên trong của hỗn độn chi chu cỡ nhỏ đâu. Ngay lúc này, một màn sáng xuất hiện trước mặt Từ Phàm, bên trên liệt kê những thần khoáng hỗn độn đặc hữu vùng hỗn độn. Chủng loại rất phong phú, không hổ là vùng hỗn độn mạnh nhất xung quanh. Từ Phàm xem giới thiệu về thần khoáng hỗn độn, không khỏi tán thưởng. Từ đại sư, thần khoáng hỗn độn này cần không ít thủy tinh hồng môn tử khí nhĩ, nếu không ta lấy Huyền Hoàng Chí Bảo kiếm được đi đổi nha đường về nhà, không phải chuyện của một mình từ đại sư. Nữ tử thánh quan chính đáng nói. Giữ lại đi, chút đồ vật đó của ngươi lấy ra còn phiền phức lắm, tâm ý ta nhận. Từ phàm cười ha ha nói. Rõ ràng là chuyện mười mấy bộ đạo ngân quan ảnh đồ có thể làm được, nhất định cứ phải lấy ra huyền hoàng chí bảo. Đây không phải não có hố à, lúc hai người đang nói chuyện, một khí tức to lớn giáng lâm đến đây thế giới đại thiên này. Từ đại sư, đây là đồ vật ngươi muốn." Cường giả tộc Thánh Huy lấy ra một món linh bảo không gian. "Đây là đạo ngân quang ảnh đồ tiền bối muốn." Từ Phàm cũng lấy ra một món linh bảo không gian. Sau khi hai bên hoàn thành giao dịch, Cường giả tộc Thánh Huy liền rời đi. Vùng hỗn độn này có chút đặc sắc, pháp tắc chí cao thánh quang trong đó có lẽ có phần khác biệt với pháp tắc chí cao thánh quang của tộc các ngươi. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi biển Thánh Quang ở khu vực trung tâm hỗn độn này xem, nói không chừng có thể làm ngươi lĩnh ngộ được một chút pháp tắc chí cao Thánh Quang đó. Từ phàm nhìn nữ tử Thánh Quang, kiến nghị nói. Từ đại sư, vậy khi nào ta quay lại đây? Nữ tử Thánh Quang nghe xong là hiểu có ý gì, đáng thương vô cùng nhìn từ phàm. Hai ngàn năm là được, trên người ngươi lây nhiễm khí tức tộc Thánh Huy, ở trung tâm hỗn độn, không có chủng tộc nào tìm kiếm chuyện với ngươi đâu từ phàm nói. Được rồi. Nữ tử thánh quang thu dọn một phen, sau đó rời đi. Lúc này, từ phàm lấy ra linh bảo không gian đã giao dịch. Thần khoáng hỗn độn có thể ngăn cách vật chất hỗn độn chưa khai hóa, ta phải xem xem chỗ nào đặc biệt. Một đoàn vật chất đường kính chừng ba trượng lóe ra hắc quan xuất hiện trước mặt từ phàm. Từ phàm nhẹ nhàng đặt tay lên đoàn vật chất màu đen, dụng tâm cảm nhận này đặc tính của đoàn vật chất này. Thứ này, sao lại là mềm, từ phàm cao mày. Trong cảm giác của từ phàm, đoàn vật chất này dùng một loại phù văn đặc biệt cố định, một khi loại phù văn đặc biệt này biến mất, vật chất đoàn này sẽ hóa thành thể lỏng trong nháy mắt, sau đó chảy vào trong hư không. Thứ này thật là có chút phiền phức. Từ phàm thăm dò phù văn ở giữa đoàn vật chất này. Hai ngàn năm sau, lúc nữ tử thánh quan hưng phấn trở về thế giới đại thiên, chuẩn bị trở về vùng hỗn độn quê nhà, Kết quả vừa về tới chỗ từ phàm, phát hiện từ đại sư nàng sùng bái còn đang nghiên cứu một đoàn vật chất màu đen. Từ đại sư, lần này ta có cần ra ngoài nữa không? Nữ tử thánh quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Năm ngàn năm. Một âm thanh thông thả vang lên được rồi. Nữ tử thánh quan hóa thành một luồng thánh quan biến mất, từ phàm tiếp tục đắm chìm trong phù văn ở giữa vật chất hỗn độn. Phù văn ẩn chứa chí cao phát tắc, quả nhiên là không dễ lĩnh ngộ. Từ Phàm thu hồi ý thức nói: Hắn cảm giác lĩnh ngộ phù văn ẩn chứa lực lượng pháp tắc chí cao này còn khó hơn lĩnh ngộ một loại pháp tắc chí cao nhiều. Nếu thật sự không được, chỉ có thể dựa vào phù văn này luyện chế hỗn độn chi chu. Từ Phàm có chút không cam lòng nói: Nếu bản thể ở đây thì tốt rồi, có một số việc cũng không cần phiền phức như vậy. Ngay vào lúc Từ Phàm đang thiết kế phương án luyện chế hỗn độn chi chu, bỗng nhiên một luồng linh quang hiện ra trong đầu hắn. Sau đó, Từ Phàm lấy ra một đống thần khoáng hỗn độn mua ở vùng hỗn độn này, bắt đầu luyện chế khung sườn của hỗn độn chi chu. Ba ngàn năm sau, nữ tử Thánh Quang đang ngao du ở Thánh Quang chợt nhận được tin tức của Từ Phàm. Từ Đại Sư, chúng ta có thể về nhà rồi sao? Nữ tử Thánh Quang nhìn cự thuyền sáng màu đen ở cách đó không xa, cảm thấy hơi ma huyễn. Nàng ngồi hỗn độn chi chu của tộc Thánh Huy du lịch khắp các vùng hỗn độn, trong lòng vô cùng hiểu rõ giá trị của hỗn độn chi chu này. Có thể, bây giờ chúng ta có thể lập tức xuất phát, chờ ta nói một tiếng với cường giả tộc Thánh Huy trấn thủ đại thế giới này rồi chúng ta đi. Bên ngoài bảo khố đại thế giới, một vị cường giả tộc Thánh Huy vẫy tay nhiệt tình cáo biệt với Từ Phàm và nữ tử Thánh Quang. Về phần vì sao cường giả tộc Thánh Huy này nhiệt tình như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ năm phần đạo ngân quang ảnh đồ trong tay hắn trong thời gian từ phàm luyện chế hỗn độn chi chu, đạo ngân quan ảnh đồ hắn phát họa đã trở thành đồ vật chạm tay có thể bỏng nhất trong các cường giả đứng đầu vùng hỗn độn này. Một chiếc hỗn độn chi chu cỡ nhỏ sáng màu đen, xuyên qua trong không gian vùng hỗn độn mục. Những năm này, ở vùng hỗn độn này có thu hoạch gì? Từ phàm cười hỏi. Thu hoạch chính là vùng hỗn độn chúng ta tất sẽ có một trận đại chiến. Ta phát hiện những vùng hỗn độn có tên bình thường đều có một đặc thù, nếu không bị một đại chủng tộc thống trị, thì là có một siêu cường giả có thể trấn áp toàn bộ vùng hỗn độn làm nó hòa bình phát triển. Ánh mắt nữ tử thánh quan phức tạp nói. Ngươi cũng cảm thấy vùng hỗn độn quê nhà sắp loạn sao, từ phàm nở nụ cười. Từ đại sư đã sớm đoán được rồi nhỉ, cũng không biết đế quốc thánh quan ta có thể nắm giữ kỳ ngộ lần này cuộc khởi hay không. Ta cảm thấy rất có hy vọng, trong 13 đại chủng tộc, tộc thánh quan các ngươi, hoặc nói là đế quốc thánh quang là nơi bao dung được các chủng tộc nhất ngày sau nếu như chủng tộc các ngươi có một vị cường giả tấn cấp cấp quốc chủ trước sau này rất có thể thống trị cả vùng hỗn độn từ phàm lấy ra một bộ đồ trà bắt đầu pha trà hỗn độn chi chu còn phải di chuyển trong vùng hỗn độn này mấy năm mới có thể đến được vị trí nội bích vùng hỗn độn ta thấy không phải vậy đâu dựa vào thực lực của thánh chủ bọn ta dù là trong tộc có tộc nhân tấn cấp đến cấp quốc chủ cũng sẽ bị chủng tộc khác liên thủ chém giết nữ tử thánh quang nói biểu cảm trên mặt có chút lo lắng ý thức của ta từng trở lại vùng hỗn độn quê nhà cường giả trong vùng hỗn độn đổ nát kia đã bị chém giết gần như toàn bộ chờ đến khi toàn bộ chém giết hết vùng hỗn độn đó sẽ dung nhập với vùng hỗn độn quê nhà đến khi đó phỏng chừng lại muốn loạn lên trước khi ta trở về đế quốc thánh quang các ngươi đã bắt đầu triệu hồi cường giả ở bên ngoài từ phàm nói. Ngay lúc này, nữ tử thánh quan chợt nghĩ đến gì đó, nhìn từ phàm hỏi, từ đại sư, nếu như sau này nhân tộc các ngươi xuất hiện cao thủ có thể trấn áp toàn bộ vùng hỗn độn, ngươi sẽ đối đãi với chủng tộc khác thế nào? Rất đơn giản, nghe lời thì giữ lại, không nghe lời thì đuổi đi, dù sao trong phạm vi thống trị của nhân tộc, không cho phép xuất hiện một thế lực hay cường giả nào làm trái nhân tộc. Ngươi mới là một đại thánh nhân, cho dù sau khi trở về tấn cấp cũng mới là hỗn độn thánh nhân, những việc này không tới phiên ngươi nghĩ. Từ phàm nói, tăng nhanh tốc độ của hỗn độn chi chu. Cũng phải, dù đã tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân, đối với toàn bộ thế cục mà nói cũng là tiểu pháo hôi. Từ đại sư, sau này các ngươi nhân tộc chuẩn bị làm thế nào, nương nhờ liên minh tộc thiên thương sao, nữ tử thánh quan hỏi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ sau khi trở về rồi nói sao. Ở trong mắt từ phàm, nếu như thật sự phải tìm một chủng tộc đứng đầu như nhờ, cũng sẽ không nương nhờ tộc thiên thương. Một chủng tộc quá mức coi trọng lợi ích, mặc dù mạnh, nhưng vĩnh viễn không đến được đỉnh phong. Sáu năm sau, hỗn độn chi chu bình yên vô sự đi tới nội bích vùng hỗn độn. Đoạn đường này thật sự quá thái bình, nguy hiểm gì cũng không gặp phải. Nữ tử thánh quan ngạc nhiên nói. Nếu không ngươi xem tốc độ của chúng ta nhanh bao nhiêu đi, loại hỗn độn chi chu có thể vẫy vùng trong khu vực vật chất hỗn độn chưa khai hóa này thế mà có thể đi vào hàng tuyến tầng sâu nhất không gian ở thế giới không gian đó ngoài cường giả cấp quốc chủ ra người khác cho có thể đến cũng phải dốc hết toàn lực từ phàm giải thích có thể ngăn cách vật chất hỗn độn chưa khai hóa tự nhiên cũng có thể ngăn cách sức đẩy tầng sâu nhất không gian hỗn độn chi chu chậm rãi giảm tốc lấy tốc độ chậm nhất tiến vào khu vực hỗn độn chưa khai hóa sau đó, hỗn độn chi chu tiến về vùng hỗn độn quê nhà. Từ đại sư, ngươi nói trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa này ngoài hồng môn thánh quy và con rắn kia ra, có thánh thú khác tồn tại hay không? Nữ tử thánh quan tò mò nhìn về khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Tốt nhất ngươi mong chờ đừng gặp phải. Từ phàm cẩn thận điều khiển hỗn độn chi chu, như tài xế tay mới. Vậy trong này có bảo vật hay không? Nữ tử thánh quan như một tiểu bảo bảo tò mò hỏi có, chẳng qua lấy cảnh giới của chúng ta bây giờ, cho dù gặp phải cũng không lấy được. Được rồi, vậy gặp được có thể bán vị trí không? Vật chất hỗn độn chưa khai hóa là lưu động, ngươi nhớ tọa độ không gian lúc đó cũng vô dụng. Từ phàm điều khiển hỗn độn chi chu, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đang kiểm tra tốc độ cực hạn của hỗn độn chi chu. Từ đại sư, chúng ta cần bao lâu mới có thể về tới vùng hỗn độn quê nhà? nữ tử thánh quan rảnh rỗi nhàm chán lại nói chuyện với từ phàm. Không đến một vạn năm, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra. Trên tư liệu có liên quan tới khu vực hỗn độn chưa khai hóa tộc Thánh Huy đưa cho. Vùng hỗn độn chỗ bọn họ còn tính là Thái Bình, thứ có thể gặp phải trên đường cũng chỉ có hồng mông Thánh Quy và con rắn kia. Nhìn vật chất hỗn độn chưa khai hóa không ngừng phun trào phía trước, từ phàm cảm giác chính mình giống như đang lái xe trong đêm không bật đèn hắn muốn dò xét phía trước có tình huống gì cũng không có biện pháp làm được cho dù là tình huống cách hỗn độn chi chu hơn một trượng cũng không thể không được phải nghĩ cách thăm dò khu vực hỗn độn chưa khai hóa nếu không quá nguy hiểm giống như người mù từ phàm nhìn vật chất hỗn độn chưa khai hóa phá vỡ phía trước nói một luồng dao động đặc thù khuếch tán ra là nhất pháp tắc chí cao thế giới vô tự từ phàm nắm giữ thuần thục nhưng dao động ẩn chứa pháp tắc chí cao này chỉ khuếch tán ra ngoài khoảng cách trăm trượng, liền bị vật chất hỗn độn chưa khai hóa làm hao mòn. Khu vực trăm trượng quá nhỏ. Sau đó khu vực thế giới vô tự hóa thành đường thẳng tiến hành ra quét tuyến tính. Lần này thăm dò được khu vực 400 trượng phía trước, từ phàm cảm thấy còn chưa đủ. Trước tiên cứ vậy đi, chờ sau này sau khi tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân cảnh lại nói. Cứ như vậy hỗn độn chi chu một đường vô kinh vô hiểm di chuyển hơn 6.000 năm. Không có kỳ ngộ gì đó luôn à, từ phàm điều khiển hỗn độn chi chu có chút nhàm chán. Tựa như đang lái xe không nhìn được phong cảnh hai bên, phía trước chỉ có một con đường, lái hoài thấy buồn ngủ. Từ đại sư, nếu không chúng ta tán gẫu đi. Nữ tử thánh quang cũng nhàm chán. Lúc từ phàm luyện chế hỗn độn chi chu khi trước, bên trong chỉ có mấy tiểu thế giới chuyên chở, đơn thuần chỉ có thể dùng để nghỉ ngơi không tán gẫu nữa hiện tại ngoài cơ mật của tộc thánh quang các ngươi ra mấy chuyện còn lại ngươi đều nói qua cả rồi từ phàm lắc đầu nói nếu từ đại sư rảnh rỗi đến nhàm chán có thể giảng cho ta chân giải đại đạo của ngươi đối với đạo thánh quang hai mắt nữ tử thánh quang sáng lên nhìn từ phàm không có gì tốt để kể cho ngươi hết lý giải của ngươi đối với đạo thánh quang bây giờ đã đạt tới hỗn độn thánh nhân cảnh nếu cao thâm hơn, ngươi cũng không hiểu. Từ phàm vừa nói xong, đột nhiên một đợt dao động kỳ quái quét ngang qua. Hỗn độn chi chu chợt chấn động. Từ phàm và nữ tử thánh quan nháy mắt cảnh giác lên. Một món huyền hoàng chí bảo có thể tạo ra một vùng hỗn độn nhỏ xuất hiện trong tay từ phàm. Từ đại sư, tình huống thế nào, nữ tử thánh quan có chút căng thẳng. Ta cũng không rõ, từ phàm cũng hơi căng thẳng. Ngay lúc từ phàm và nữ tử thánh quang đang căng thẳng, phía trước hỗn độn chi chu sáng sổ một mảnh. Đây là... Đến nhà rồi, nữ tử thánh quang nghi hoặc hỏi. Ta cũng muốn thế, đáng tiếc nơi này không phải. Từ phàm cũng rất nghi hoặc quan sát chỗ không gian này. Nếu như là vùng hỗn độn quê nhà, từ phàm ra ngoài trong nháy mắt là có thể tiếp nhận được tín hiệu của bồ đào. Từ phàm nhẹ vẫy tay, một hồn độn vạn đạo bàn cỡ nhỏ xuất hiện trong tay từ phàm. Từ phàm nhìn quan điểm sáng lên trên vạn đạo bàn, dùng giọng điệu ngờ nói vực ra, nơi này cho ta cảm giác giống như một vùng hỗn độn vừa ra đời không bao lâu. Một truyền tống trận hư không được từ phàm khắc ra, hỗn độn chi chu bay thẳng vào trong truyền tống trận hư không. Từ phàm gần như không phí sức, liền đi tới khu vực trung tâm không gian này. Lúc này, một thế giới nho nhỏ đang dựng dục thành hình. Đây là một vùng hỗn độn vừa sinh ra, giọng điệu nữ tử thánh quan có chút không xác định, nói chính xác là còn chưa sinh ra còn đang dựng dục chờ sau khi tiểu thế giới đo hoàn toàn thành hình sinh ra sinh linh đầu tiên hoặc là nói trong vùng hỗn độn đã sinh ra thần ma đầu tiên vùng hỗn độn này mới tính là thành hình sơ bộ phía sau còn phải đối mặt với càng nhiều kiếp nạn giống như thuyền gỗ trong cùng phong nộ hải từ phàm cảm nhận vùng hỗn độn vừa dựng dục ra này trong đầu hiện ra vô số loại ý nghĩ ngay lúc này hai ý thức yếu ớt xuất hiện một cái ở bên trong tiểu thế giới, một cái ở bên ngoài tiểu thế giới. Trước tiên không vội về nhà, xem quá trình diễn hóa của vùng hỗn độn này, nói không chừng sẽ có trợ giúp cho ngươi cảm ngộ đại đạo hỗn độn. Từ phàm nói, từ trong hư không vung ra một màn sáng, vây quanh cả chiếc hỗn độn chi chu, sau đó ẩn vào trong hư không biến mất không thấy đâu nữa. Đúng lúc này, ngoại bích vùng hỗn độn này đột ngột vỡ ra, vô số vật chất hỗn độn chưa khai hóa tràn vào tàn phá bừa bãi trong cả vùng hỗn độn. Sau đó không biết qua bao lâu sau, vùng hỗn độn đang dựng dục này bị vật chất hỗn độn chưa khai hóa lấp đầy, hai ý thức yếu ớt vừa sinh ra nháy mắt bị mẫn diệt. Thế mà biến mất rồi, nữ tử Thánh Quang nói. Chính là như vậy, không trải qua muôn vàng trắc trở, vùng hỗn độn này căn bản không hoàn thiện được. Từ phàm nói, chỉ về khu vực trung tâm vùng hỗn độn chỉ thấy một hạt đậu thủy tinh hình dáng như hạt giống lớn cỡ hạt đậu nành đang tản ra ánh sáng cứng cỏi chống lại ăn mòn từ vật chất hỗn độn từ đại sư nếu như ngươi xuất thủ có thể giúp nó xây dựng vùng hỗn độn hay không nữ tử thánh quang bỗng hỏi đốt cháy giai đoạn không có ý nghĩa gì sau khi ta đi vùng hỗn độn này cũng sẽ vì tai nạn khác mà bị hủy diệt từ phàm nói điều khiển hỗn độn chi chu tiếp tục đi về hướng vùng hỗn độn quê nhà đáng tiếc nếu như vùng hỗn độn này có thể trưởng thành thì tốt rồi. Nữ tử Thánh Quang nói. Không trưởng thành nổi, khu vực này tính cả vùng hỗn độn của chúng ta, ít nhất cũng có ba vùng hỗn độn. Loại mới sinh như này một khi hơi trưởng thành lên, nhất định sẽ bị vùng hỗn độn lớn cắn nuốt. Từ phàm giải thích. Cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm, loại quy luật này đặt trên bất cứ vật thể có ý thức nào đều sẽ thành lập. Nếu là như này, từ đại sư, vì sao không lấy hạt giống kia đi? Lúc ta nhìn thấy kia hạt giống đó, luật nhân quả nói cho ta thứ này không thể đụng vào. Từ phàm điều khiển hỗn độn chi chu từ từ gia tốc. Tam thiên giới đang lưu lạc. Ẩn Linh môn, trong không gian dưới lòng đất. Phân thân số 2 đang luyện chế Hồng Mông Chí Bảo ngừng lại, nhìn về một hướng nào đó trong khu vực hỗn độn chưa khai hòa đào, ngươi có cảm nhận được không, bản thể sắp về rồi. Phân thân số 2 lộ ra nụ cười Bồ Đào cảm nhận được, dự tính trong 3.000 năm, chủ nhân có thể trở về tông môn. Bồ Đào trả lời. Những năm này không dễ dàng, trốn đông trốn tây, còn không thể đi vùng hỗn độn tiếp tế. Nếu không có chút đồ giá cao tộc thiên thương bán, tam thiên giới lưu lạc thật đúng là không trụ được. Thủ đoạn vật chất hỗn độn chưa khai hóa chuyển hóa vạn vật của bản thể, chỉ có bản thân hắn mới có thể sử dụng. Phân thân số 2 nói, tiếp tục luyện chế hồng môn chí bảo trong tay. Đại thực đường ẩn linh môn, hùng lực, vương huyền tâm đang ngồi cùng nhau ăn cơm. Thế nào, pháp tắc chí cao lĩnh ngộ ra sao rồi, vương huyền tâm nhìn hùng lực hỏi. Từ sau khi hai người tấn cấp thành cường giả hỗn độn thánh nhân, vương huyền tâm mới phát hiện chỗ tốt của đạo luyện thể. Lực phòng ngự mạnh không nói, chiến lực càng mạnh hơn, hiện tại hai người quyết đấu, nhiều nhất là hòa, nếu thật sự phải tử chiến người chết cũng chỉ có thể là hắn. Còn thiếu chút nữa, nghe ngươi hỏi như vậy, có phải muốn tìm thời gian tốt tấn cấp thành hỗn độn đại thánh nhân hay không? Hùng lực bình tĩnh hỏi. Tam thiên giới rơi vào loại tình trạng này, sâu trong lòng hùng lực có chút lo nghĩ, dẫn đến những năm gần đây vẫn chưa ngộ ra được một chút pháp tắc chí cao kia. Ta cũng vậy, trong lòng có cảm giác lo nghĩ không hiểu được, pháp tắc chí cao tựa như chỉ cách một lớp màng ở trước mặt ta, mà ta đưa tay lại không sờ được. Vương huyền tâm có phần không cam lòng, hiện tại tu luyện lại cảm thấy chính mình không đúng lắm. Bình ổn tâm thái, qua một thời gian nữa là đại trưởng lão sẽ trở lại, chỉ cần đại trưởng lão vừa về đến, trong lòng có chống đủ, lĩnh ngộ pháp tắc chí cao không thành vấn đề. Hùng lực nhìn dòng sông Mỹ thực bồng bềnh trên không nhà ăn, dòng sông này là do từ phàm tự mình ngưng kết ra, quy năng đã là 10 không còn một, bị chúng đệ tử phong ấn trên không nhà ăn, để hoài niệm đại trưởng lão. Hy vọng là thế, nhưng ta luôn cảm giác gần đây Tam thiên giới sẽ có đại sự phát sinh, làm trong lòng ta không yên. Ánh mắt Vương Huyền Tâm mang ưu sầu nhìn khu vực hỗn độn chưa khai hóa chưa biết. Trước kia cũng không phát hiện người đa sầu đa cảm như vậy, bây giờ Tam thiên giới vận hành tốt đẹp, nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, bắt tay vào ứng đối là được. Lúc đang nói chuyện, bỗng từ trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa truyền đến một tiếng tiếng kêu dài sau đó một dao động đặc thù quét ngang mà đến, dẫn tới chấn động không thôi. Vùng hỗn độn tạm thời chèo chống bên ngoài tam thiên giới tựa như xe đụng phải núi, trực tiếp vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc vỏ ngoài tam thiên giới vỡ vụn, một đại trận đặc thù bảo vệ lấy tam thiên giới, trực tiếp truyền tống đến trong vùng hỗn độn. Khu vực biên giới vỡ vụn, không gian phun trào, một tam thiên giới to lớn trực tiếp xuất hiện. Lúc này, tam thiên giới nhanh chóng bị nhân quả cường giả minh tộc tỏa định bồ đào tình huống gì thế vương vũ luân đang câu cá mặt đầy ngơ ngác hỏi đụng phải thế giới thể ngoại của hồng mông thánh quy khởi động truyền tống trận đặc thù bảo mệnh cuối cùng hiện tại tam thiên giới đã bị nhân quả minh tộc tỏa định trước khi chưa bị khí tức chí cao lây nhiễm cần tiến vào khu vực hỗn độn chưa khai hóa lần nữa ngay lúc này bốn viên tinh thần xung quanh tam thiên giới đột nhiên tản ra ánh sáng vô tận, sau đó chậm rãi mang theo tam thiên giới bay về phía khu vực hỗn độn chưa khai hóa gần nhất. Lúc này, nhân quả cường đại của minh tộc, Vương Vũ Luân cũng cảm nhận được. Tại khu vực vùng hỗn độn cách tam thiên giới không xa, có mấy đôi cự nhãn thanh minh mang theo một chút thù hận nhìn chầm chầm vào tam thiên giới. Hỏng bét, sắp bị pháp tắc chí cao cuốn lên rồi, Vương Vũ Luân bỗng cảm thấy không ổn. Mà ngay lúc này, lực lượng của bốn viên tinh thần xung quanh tam thiên giới nháy mắt bộc phát, truyền tống tam thiên giới đến khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Phân thân số hai toàn lực vận hành trận bàn hồn nguyên, trực tiếp tạo ra một vùng hỗn độn tạm thời hơi lớn hơn tam thiên giới. Bồ đào, bước kế tiếp có kế hoạch gì? Vương Vũ Luân hỏi. Tam thiên giới đã bị lực lượng pháp tắc chí cao dây dưa, hiện tại chỉ có thể đi theo hồng mông thánh quy, mới có thể miễn bị minh tộc dò xét bốn viên tinh thần bắn ra ánh sáng vô tận lần nữa để tam thiên giới về hướng hồng mông thánh quy vậy từ đại ca trở về thì làm sao đã để lại tin tức cho chủ nhân bồ đào Dững dưng nói vậy thì tốt rồi vương vũ luân thở vào nhẹ nhõm theo tam thiên giới gia tốc phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng hồng mông thánh quy hô hấp sau đó vật chất hỗn độn chưa khai hóa xung quanh tam thiên giới tiêu tán xuất hiện tại một thế giới độc lập Hồng Mông Thánh Quy tạo ra. Trời ạ, à, Hồng Mông Thánh Quy này sao lại lớn như thế? Tất cả cường giả nhân tộc nhìn thấy hình thể của Hồng Mông Thánh Quy đều kinh ngạc tán thán. Lấy kích cỡ của Tam Thiên Giới, miễn cưỡng chỉ tương đương với một ngón chân của Hồng Mông Thánh Quy này. Chúng ta đi theo bên cạnh Hồng Mông Thánh Quy, có thể bị nguy hiểm hay không?" Vương Vũ Luân tò mò hỏi. Chỉ cần đúng hạng dân lễ là được hồng mông thánh quy sẽ coi chúng ta thành hành khách đi theo bên cạnh nó bồ đào nói phái một chiếc tiên chu chuyên chở ngưng dịch thủy tinh hồng mông tử khí bay về phía đầu hồng mông thánh quy tiên chu xuất hiện bên miệng hồng mông thánh quy cuối cùng trực tiếp thả ra một đoàn ngưng dịch thủy tinh hồng mông tử khí sau khi cảm nhận được khí tức này ngưng dịch bị hồng mông thánh quy hút vào trong cơ thể lúc này lực đẩy lúc vừa đi vào phạm vi thế giới trên người hồng mông thánh quy biến mất sau này chúng ta có phải đều phải đi theo hồng mông thánh quy này hay không có cường giả ẩn linh môn hỏi sẽ không quá lâu chỉ cần lực lượng pháp tắc chí cao trên tam thiên giới tiêu tán là có thể trở về bồ đào trả lời tại khu vực cách hồng mông thánh quy không biết bao xa từ phàm đang điều khiển hỗn độn chi chu trong lòng chợt cảm thấy ở một hướng có cảm giác quen thuộc không rõ hắn không kìm lòng được nhìn về hướng đó kỳ lạ Hướng đó có cái gì hấp dẫn mình như thế? Trong lòng Từ Phàm có phần tò mò. Đúng lúc này, một âm thanh thần thánh truyền đến. Hồng Mông Thánh Quy. Dựa theo thời gian này suy tính, hẳn là con ở gần vùng hỗn độn quê nhà. Nhưng vì sao bên đó lại có cảm giác quen thuộc? Từ Phàm sờ cầm nghi hoặc nói: "Từ đại sư, nếu không chúng ta cùng đi xem thử, ta xem tư liệu của Hồng Mông Thánh Quy, chỉ cần chúng ta không khiêu khích nó." nó sẽ không làm người khác bị thương nữ tử thánh quang nói nàng rảnh đến nhàm chán sẽ đến phòng điều khiển chính của hỗn độn chi chu tìm từ phàm tán gẫu trên đường về thật vất vả đụng tới chút chuyện thú vị đương nhiên phải đi xem được vậy đi xem thử từ phàm hơi mỉm cười nói hỗn độn chi chu hơi thay đổi phương hướng bay về hướng tràn ngập tiếng kêu thần thánh phương lúc này Phân thân số 2 đang giữ gìn tổng thể bề ngoài trong Tam Thiên Giới đột ngột ngẩng đầu, trên mặt ngạc nhiên nhìn một chỗ khu vực hỗn độn chưa khai hóa. "Bồ Đào, có thể liên hệ với bản thể không?" Phân thân số 2 hỏi. Đã mơ hồ cảm ứng được phương hướng của chủ nhân, nhưng bởi vì vật chất hỗn độn chưa khai hóa cách ly nên không thể liên hệ. Bồ Đào trả lời. "Vậy đổi một loại phương thức liên lạc, lấy đạo nhân quả kêu gọi chủ nhân ngươi." Phân thân số 2 nói có thể thử xem. Lúc này Từ Phàm đang điều khiển hỗn độn chi chu, trong lòng chợt vang lên một âm thanh mơ hồ. "Chủ nhân, ngươi có thể nghe thấy không?" Bồ Đào, giọng điệu từ phàm rất nghi hoặc. "Chủ nhân, lúc Tam Thiên giới lưu lạc, vùng hỗn độn tạm thời bên ngoài đụng vào thế giới thể ngoại của Hồng Mông Thánh Quy. Dẫn đến truyền tống trận khẩn cấp khởi động, truyền tống đến trong vùng hỗn độn, sau đó chuyện trải qua phía sau Bồ Đào không cần nói từ phàm đều có thể đoán được thật đúng là duyên phận nha từ phàm hơi kinh ngạc lẫn vui mừng nói sau đó gia tốc hỗn độn chi chu gia tốc bay về phía hồng mông thánh quy nửa tháng sau theo tầm mắt trước mắt hỗn độn chi chu một mảnh khoáng đạt từ phàm chính thức về tới tam thiên giới nhìn tam thiên giới theo sau môn hồng mông thánh quy từ phàm bỗng nhiên có chút đau lòng lúc này một cánh cửa truyền tống xuất hiện trong hỗn độn chi chu thân xác từ phàm từ đó đi ra ý thức nháy mắt về lại trong bản thể rốt cuộc cũng trở về từ phàm cảm nhận thân xác quen thuộc không khỏi ngấn lệ trước tiên đừng cảm khái xem cẩu hệ thống kia của ngươi thế nào rồi bây giờ có thể phá giải chưa phân thân số hai từ trong cánh cửa truyền tống đi ra có thể đã sớm có thể nhìn tam thiên giới phía xa từ phàm vẫy tay một cái trận bàn hồn nguyên xuất hiện Pháp tác chí cao lĩnh ngộ những năm này, rốt cuộc có thể làm rồi. Từ phàm duỗi ra một tay khác nhẹ nhàng điểm về phía tam thiên giới. Một đại trận hỗn độn to lớn bao phủ lấy toàn bộ tam thiên giới. Sau đó, bốn viên tinh thần bên ngoài tam thiên giới biến mất ba viên, chỉ còn lại thánh dương tinh thần. Đại đạo hỗn độn xung quanh tam thiên giới cũng bắt đầu dung hợp với thế giới thể ngoại của hồng mông thánh quy. Lúc này, hồng mông thánh quy đang di chuyển chợt ngừng lại, trên mang nghi hoặc nhìn tam thiên giới nhìn hồng mông thánh quy dừng lại bước chân từ phàm vung ra một khối thủy tinh pháp tắc chí cao trong nháy mắt thủy tinh pháp tắc chí cao xuất hiện biểu cảm của hồng mông thánh quy từ nghi hoặc biến thành vui mừng lần kinh ngạc sau đó chủ động đưa tam thiên giới về đến siêu đại thế giới ở phần bụng mà hỗn độn chi chu cũng cấp tốc phá vỡ không gian tiến vào trong tam thiên giới từ phàm đứng trước cửa chính ẩn linh môn thật lâu chưa từng có cảm giác cửa chính này hiếm lạ như thế từ phàm cười nói chân chính về tới nhà từ phàm từ trong ra ngoài có một loại không cầm được buông lỏng phu quân lần này đừng rời đi nữa có được không triệu vi vân ôm chặt cánh tay từ phàm hỏi được không rời đi cũng không tiếp tục rời đi từ phàm mang theo trương vi vân về lại tiểu viện vẫn là chiếc ghế dựa quen thuộc vẫn là dáng vẻ quen thuộc công nên đại trưởng lão trở về tông môn, các đệ tử ẩn linh môn xuất hiện giữa không trung bên ngoài sơn phong tiểu viện, trong ánh mắt mang theo tương tư quyến luyến hướng về phía tiểu viện hành đại lễ. đứng lên đi, những năm này ta không ở tông môn, các ngươi vất vả. giọng nói vui mừng của từ phàm vang lên, nguyện vì tông môn quên mình phục vụ. âm thanh đồng thanh rung trời, dẫn tới đại trận thủ hộ bên ngoài ẩn linh môn dấy lên từng gợn sóng. Khoảng thời gian ta không có ở đây, ta biết các ngươi chịu uất ức. Nhân tộc chúng ta còn rất nhỏ yếu so với những chủng tộc đứng đầu và đế quốc thần ma trong vùng hỗn độn. Nhưng loại nhỏ yếu này tuyệt đối không phải vĩnh viễn, về sau ta sẽ mang các ngươi mang theo toàn bộ nhân tộc lấy minh tộc làm đá kê chân đứng trên đỉnh phong toàn bộ vùng hỗn độn. Từ giờ trở đi, các đệ tử ẩn linh môn tịnh tâm dưỡng tính, ngàn năm sau ta sẽ truyền đạo khắp tam thiên giới. Một chỗ cạnh hồ trong ẩn linh môn từ phàm và huynh đệ tốt ngồi đối diện nhau. Ngươi trở về thì ta an tâm rồi. Vương Vũ luôn rót cho từ phàm ly trà. Chờ một lát, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện minh tộc là ngươi có thể mang theo các hồng nhan tri kỷ của ngươi tiêu giao cả vùng hỗn độn. Chỗ ta còn có hồng độn chi chu và bản đồ, du lịch hết vùng hỗn độn chúng ta, ngươi còn có thể đi vùng hỗn độn khác tham quan. Từ phàm vừa nói vừa giải mã quả cầu phù văn hệ thống trong tiên hồn. Với pháp tắc chí cao từ phàm nắm giữ bây giờ, phá giải hệ thống chỉ là vấn đề thời gian, căn cứ theo suy tính, thời gian giải mã hệ thống cần gần ngàn năm, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau ngàn năm mới truyền đạo. Không vội, đã qua nhiều năm như vậy, không thiếu chút thời gian. Vương Vũ Luân phẩm trà nói. Lúc này, không gian cách đó không xa rung động, tam trùng từ trong không gian đi ra. Bái Kiến đại trưởng lão. Trong hưng phấn tam trùng còn có một tia nghi hoặc. Đây là thủy tinh pháp tắc chí cao có liên quan đến trùng đạo ta ngẫu nhiên lấy được, ngươi lấy về xem có thể lĩnh ngộ hay không. Trước mặt tam trùng xuất hiện một viên thủy tinh hình thoi, tản ra lực lượng pháp tắc chí cao. Trong nháy mắt khi thủy tinh pháp tắc chí cao xuất hiện, cả người tam trùng đều run rẩy lên, hai tay không chịu khống chế sờ về viên thủy tinh pháp tắc chí cao. Đại trưởng lão, đệ tử thất lễ, thật sự là đệ tử không khống chế nổi chính mình tam trùng cố nén hai tay đang vươn tới thủy tinh. Không nhịn được cũng đừng nhịn, toàn bộ vùng hỗn độn, không có sinh linh nào có thể ngăn cản dụ hoặc của thủy tinh pháp tắc chí cao cùng loại. Từ phàm cười, nhẹ nhàng vung tay, viên thủy tinh pháp tắc chí cao trùng đạo bay vào trong tay tam trùng. Trong nháy mắt chạm vào thủy tinh, hỗn độn thánh hồn của tam trùng bắt đầu hơn hở rung rẩy lên. Trở về đi, lĩnh ngộ cho tốt, tranh thủ sớm ngày tấn cấp thành hỗn độn đại thánh nhân. Từ phàm khích lệ nói. Đa tạ đại trưởng lão. Tam trùng hành lễ rời đi. Thủy tinh pháp tắc chí cao, cường giả hỗn độn đại thánh nhân đứng đầu mới có thể ngưng tụ. Vương Vũ luôn nói. Đáng tiếc pháp tắc chí cao ngươi lĩnh ngộ quá mức khác loại, ta tìm không thấy thủy tinh pháp tắc chí cao tương quan, chỉ có thể dựa vào ngươi từ từ ngộ. Từ phàm dương mắt nhìn độn quan thỉnh thoảng xẹt qua trên bầu trời xanh lam nói. Trở lại tông môn, hắn cảm giác có một loại dễ chịu không nói nên lời, loại cảm giác đó thoải mái giống như cả người đều ngâm trong ôn tuyền. Đối với loại dị dạng này, từ phàm đổ nguyên nhân cho ý thức của chính mình rời vùng hỗn độn quê nhà quá lâu. Từ đại ca đừng để ý đến ta, tu luyện tới hiện tại, chỗ tốt ta nhận từ đại ca đã đủ nhiều. Vương Vũ Luân vội vàng xua tay nói. Còn kém xa lắm. Từ phàm cười nhìn huynh đệ tốt. Từ đại ca trong ngàn năm ngươi có phải sắp tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân không vương vũ luôn nhìn từ phàm mong chờ nói mặc dù hiện tại hắn đã là hỗn độn đại thánh nhân nhưng khi hắn đối mặt với đại ca tốt từ phàm của mình vẫn có một loại cảm giác cho dù chính mình bộc phát toàn lực cũng sẽ bị khống chế cũng gần sức lửa đã thích hợp là lúc tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân nếu không lúc sau đối mặt với minh tộc sẽ có phần lực bất tòng tâm từ phàm lại rót cho mình ly trà lúc này trong không gian tiên hồn của từ phàm quả cầu phù văn hệ thống đang lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn mỗi khi xoay một vòng liền có một tầng phong ấn bị tháo ra mặt ngoài lại sẽ có phong ấn mới xuất hiện ngày qua giữa trưa hai người còn đang phẩm trà tán gẫu trương vi vân và mộ dung thiến nhi kết bạn đi tới thiên hy hoa trên sinh cơ tinh thần đã nở có muốn cùng nhau đi ngắm hoa hay không trương vi vân mở ra cánh cửa truyền tống cùng đến sinh cơ tinh thần một mùi hoa dị dạng từ đó bay ra, làm cho cả linh hồn người ta đều dễ chịu. Đi, xem thử lần này có thể xuất hiện vương hoa hay không. Từ phàm nói xong bèn đi vào trong cánh cửa truyền tống. Nguyên giới, trong bí cảnh tĩnh tâm đã tụ tập hơn 8 phần 10 đệ tử trong cả tông môn. Vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, làm cho bồ đào không thể không lại mở rộng thêm mấy thế giới. Một chỗ biển sâu trong tiểu thế giới tĩnh tâm, hùng lực khoan thai ngồi xếp bằng ở vực sâu dưới đáy vô tận hải trong đáy biển yên tĩnh này hùng lực đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động đặc thù giống như tâm mạch của thân xác chính mình chập trùng hùng lực vừa định đi tìm tòi nghiên cứu nơi dao động này phát ra luồng dao động này bỗng biến mất đợi đến khi hùng lực phản ứng lại chợt cảm thấy hình như hắn đã bỏ qua một thiên đại cơ duyên trong tiểu viện từ phàm vừa uống trà thiên hy hoa vừa nhìn hùng lực tựa như tiểu hài tử mất đi đồ chơi. Đại trưởng lão, đệ tử ngẫu nhiên chạm đến pháp tắc chí cao lại không nắm chắc được. Đệ tử không xứng làm đại sư huynh ẩn linh môn. Hùng lực mặt đầy thương tiếc nói. Không phải chỉ là pháp tắc chí cao sao, nhìn dáng vẻ uất ức của ngươi kia. Cho ngươi đôi chút nhắc nhở, căn cứ vào miêu tả của ngươi, khi đó có lẽ là ngươi cảm nhận được nhịp đập của vùng hỗn độn này. Đã có lần đầu, nhất định có lần hai, ngươi cứ theo loại cảm giác này mà tìm. Nếu thật sự không được, ta vì ngươi nâng lên căn cơ." Từ phàm mỉm cười, trong tay hắn có thêm một viên thủy tinh pháp tắc chí cao đạo luyện thể, là để lại cho những đệ tử luyện thể không đột phá nổi hỗn độn đại thánh nhân. Trong mắt hùng lực vẫn còn hy vọng, cho nên viên thủy tinh chí cao này tạm thời không cần đến. "Đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm." Hùng lực cảm kích nói, lui ra đi, trở về lại cảm ngộ tường tận. Tuân lệnh, đại trưởng lão. Sau khi hùng lực đi không bao lâu, vương huyền tâm cũng tới bái kiến. Sư phụ, lúc tĩnh tâm dưỡng tính, đồ nhi đột nhiên chạm đến pháp tắc chí cao, nhưng chỉ trong chốc lát lại bị âm thanh bên ngoài kinh nhiễu. Sau đó dưới ánh mắt quái lạ của từ phàm, vương huyền tâm kể lại cảm ngộ hắn nhận thấy vừa nãy. Có chút không đúng nha, theo lý thuyết các ngươi không nên chạm đến pháp tắc chí cao nhanh như vậy chứ. Từ phàm sờ cầm nói. Ngươi lui xuống trước đi, trong tông môn đã xảy ra mấy tình huống như ngươi, ta muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Từ phàm nói. Tuân lệnh, sư phụ. Dưới bụng rùa của hồng môn thánh quy, tam thiên giới chiếm cứ vị trí một khối nguyễn giáp. Từ phàm xuất hiện bên ngoài tam thiên giới, cảm nhận đại đạo hỗn độn xung quanh, và pháp tắc chí cao trộn lẫn trong đó thì ra là thế khó trách những đệ tử kia của ta có thể tùy tiện chạm đến pháp tắc chí cao mà không thể lĩnh ngộ từ phàm ngẩng đầu nhìn bụng rùa của hồng mông thánh quy chỗ thì tốt tiếc là dễ khiến người ta loạn đạo tâm bồ đào lại báo cáo với từ phàm trong tông môn lại có ba người chạm đến pháp tắc chí cao nhưng lại bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu trận bàn hồn nguyên xuất hiện trong tay từ phàm sau đó một đại trận cắt tuyệt bao bọc tam thiên giới như vậy là được rồi, chạm đến pháp tắc chí cao quá sớm thật sự sẽ loạn đạo tâm. Sau khi làm xong mọi chuyện, Từ Phàm đi về nguyên giới, đến tiểu thế giới phong tồn hỗn độn thánh hồn của Từ Cương. Trong tiểu thế giới, hỗn độn thánh hồn của Từ Cương đã khôi phục ký ức bản thân. Sư phụ, vừa nãy hình như ta cảm ngộ được pháp tắc chí cao khác, thật kỳ lạ, đáng tiếc cuối cùng lại bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, không có lĩnh ngộ. Từ Cương hơi tiếc nói, những cái đó đều là từ nhuyễn giáp ở bụng rùa của hồng mông thánh quy đưa đến đều là ảo giác đừng coi là thật từ phàm nói bắt đầu sửa chữa trận pháp trong nội bích của tiểu thế giới để nó gia tốc cho từ cương khôi phục sư phụ bao lâu nữa ta có thể khôi phục lại từ cương không nhịn được hỏi còn sớm muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh của ngươi ít nhất cần trăm vạn năm ngưng tụ thân xác cũng phải tốn mười vạn năm đừng nghĩ quá nhiều yên tâm ở đây. Lúc này, lối vào tiểu thế giới lấp lóe một trận, một nhà từ linh đài đi đến. Bái kiến sư tổ. Từ linh đài mang theo cả nhà hành lễ nói. Đứng dậy đi, ở nơi này không cần hành lễ. Từ phàm phất tay ngăn trở đám người. Sư tổ, khi nào cha ta có thể khôi phục, từ linh đài không kịp chờ hỏi. Gấp làm gì, tầm 100 vạn năm là khôi phục thôi. Từ cương dành trước trả lời còn hơn một trăm vạn năm nữa sao từ phàm nhìn từ linh đài vẫn là đại thánh nhân cảnh hỏi hơn một trăm vạn năm chờ sau khi ngươi tu luyện tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân cảnh là cũng gần đến rồi nghe được lời từ phàm nói từ linh đài ngượng ngùng vào đầu nói khiến sư tổ thất vọng rồi hiện tại ta còn chưa tấn cấp đến cảnh giới hồn độn thánh nhân không sao thật ra ta vẫn thích đệ tử tu luyện từng bước tu vi từ từ lên tăng lên như ngươi như vậy tiềm lực rất lớn có thể chiếu cố tốt cả tu luyện và gia đình mạnh hơn người chỉ biết một lòng tu luyện nhiều từ phàm nhìn một nhà từ linh đài khích lệ nói sư phụ linh đài chính là bình thường lười nhác tu luyện nào có tốt như ngươi nói từ cương quan cho nhi tử mình một cái liếc mắt ta cảm thấy không tệ thì không tệ loại tu luyện tu thành suy nghĩ cứng nhắc như ngươi mới là làm trái ước nguyện ban đầu của đại đạo từ phàm nói lấy ra một viên thủy tinh pháp tắc chí cao bắt đầu hòa tan lực lượng chí cao trong thủy tinh để nó che kín đều cả tiểu thế giới được rồi ta không quấy rầy một nhà các ngươi nữa từ phàm nói xong bèn rời đi ban đêm từ phàm nằm trên ghế dựa nhìn tinh không phá giải hệ thống trong tiên hồn theo giải mã hệ thống từ phàm càng lúc càng cảm giác chính mình đã chạm đến cực hạn của hệ thống lại thêm ngàn năm toàn bộ hệ thống sẽ không hề giữ lại hiện ra trước mặt ta, không biết sẽ có biến hóa mới hay không, từ phàm nhìn tinh không, yên lặng nói. Lúc này một bóng dáng xinh đẹp đi tới bên cạnh từ phàm, tựa vào trong ngực từ phàm. Phu quân, những năm này ngươi ở bên ngoài nhất định đã chịu không ít khổ rồi nhỉ. Trương Vi Vân vuốt ve khuôn mặt từ phàm nói. Lấy bản lĩnh của phu quân ngươi, chuyện gì có thể làm ta chịu khổ được? Từ phàm cười nói. Khoảng thời gian ngươi đi, ta vẫn luôn bế quan, ý đồ đột phá đến cảnh giới hỗn độn thánh nhân, đến khi đó có thể giúp ngươi một chút. Kết quả ngươi trở về, ta vẫn là đại thánh nhân cảnh, phu quân, ngươi nói ta có phải rất ngốc hay không?" Trương Vi Vân thở dài hỏi. "Sao lại thế, chỉ là vì ta không ở đây, tâm cảnh ngươi loạn mà thôi. Hiện tại ta bù đắp những gì ta thiếu ngươi." Từ Phàm nói, chậm rãi đứng dậy ôm Trương Vi Vân đi vào phòng. 900 năm sau. Hồng Mông Thánh Quy to lớn như vùng hỗn độn bước từng bước ổn định tiến lên trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Mỗi bước chân rùa to lớn đều chấn động khu vực hỗn độn chưa khai hóa xung quanh. Bên ngoài Tam Thiên Giới, Từ Phàm mang theo một đám đệ tử mạch luyện thể quan sát toàn bộ Hồng Mông Thánh Quy. Cảnh giới thân xác của Hồng Mông Thánh Quy thuộc đỉnh phong vùng hỗn độn, các ngươi quan sát lại lần nữa, nếu như có thể lĩnh hội một ít trong đó, cảnh giới lại tăng lên cũng không thành vấn đề từ phàm nói với các đệ tử hùng lực nhìn hình dáng cả con hồng mông thánh quy trong nhất thời toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn vào đệ tử mạch luyện thể bị hấp dẫn không phải số ít sau đó tất cả đệ tử mạch luyện thể đều bị hồng mông thánh quy hấp dẫn bồ đào trông coi kỹ bọn họ sau khi phân phó xong từ phàm bèn rời đi bởi vì hắn cảm giác được quả cầu phù văn hệ thống trong tiên hồn đã phá giải đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn cởi bỏ. Trong không gian tiên hồn, quả cầu phù văn hệ thống vốn thu nhỏ lại trở nên lớn như tinh thần. Khác với tinh thần bị xiền xích phù văn quấn quanh vốn có, lúc này quả cầu phù văn hệ thống càng giống một viên thủy tinh thuần khiết không tì vết. Mà từ phàm nhìn trạng thái cuối cùng của quả cầu phù văn hệ thống, miệng khiếp sợ từ từ mở lớn thủy tinh pháp tắc chí cao lớn như tinh thần cảm nhận được lực lượng chí cao nồng đậm phát tán ra trên quả cầu phù văn hệ thống từ phàm kinh ngạc hắn nghĩ tới vô số loại khả năng sau khi giải mã xong hệ thống nhưng cố tình không nghĩ tới quả cầu phù văn hệ thống cuối cùng lại biến thành một viên thủy tinh pháp tắc chí cao lớn như tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao tinh khiết có thể chuyển hóa thành bất cứ pháp tắc chí cao nào từ phàm bây giờ có cảm giác như bị niềm vui bất ngờ đập trúng lúc này, một luồng khí thế to lớn từ trên người từ phàm khuếch tán ra. Bên ngoài tam thiên giới, một hỗn độn chi kiếp to lớn đang ngưng tụ. Vô số vật chất hỗn độn chưa khai hóa dung nhập vào trong hỗn độn chi kiếp đang ngưng tụ. Hồng mông thánh quy vốn đang nhàn nhã đi đường chợt ngừng lại, trong ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc không bao lâu, hồng mông thánh quy liền cắm rễ tại đây, cuối cùng một luồng lực lượng chí cao đặc biệt khuếch tán, bắt đầu mở rộng ra toàn bộ thế giới thể ngoại. Lúc này tất cả cường giả nhân tộc trong Tam Thiên Giới đều cảm giác được, thế giới bên ngoài Tam Thiên Giới bắt đầu biến hóa. Trở nên càng hoàn chỉnh hơn, càng kiên cố hơn. Mà lúc này Từ Phàm đã xuất hiện trong Hỗn Độn Chi Kiếp. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là Hỗn Độn Chi Kiếp bản đỉnh phối. Từ Phàm nhìn vật chất hỗn độn chưa khai hóa trong Hỗn Độn Chi Kiếp kia nói: "Chủ nhân, cần hỗ trợ không?" Bồ Đào hỏi thăm từ phàm chưa từng có sắp xếp gì để hắn độ hỗn độn chi kiếp. Không cần, hỗn độn chi kiếp nho nhỏ này còn chưa sinh ra được uy hiếp với ta. Thế giới vô tự từ trên người từ phàm triển khai, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hỗn độn chi kiếp. Nhiều loại pháp tắc chí cao khí tức xuất hiện trên người từ phàm. Quy tắc, trưởng khống, định nghĩa. Dưới thế giới vô tự, những vật chất hỗn độn chưa khai hóa trở nên đặc biệt dịu ngoan biến thành từng luồng năng lượng đặc thù dung nhập vào trong cơ thể từ phàm hỗn độn chi kiếp vốn có biến thành thuốc đại bổ của từ phàm đây là hỗn độn chi kiếp sao nguyên chủ nghi hoặc nói hẳn là vậy nếu không từ thần sư không cần phải làm ra thế trận lớn như vậy ma chủ ở bên cạnh nói không biết sau khi từ thần sư tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào hoàng sơn có cần mong chờ nói cảnh tượng thế nào thì không biết nhưng minh tộc nhất định sẽ xui xẻo. Nguyên chủ nghiến răng nói. Đúng vậy, minh tộc ắt phải xui xẻo. Ma chủ nói. Hiện tại đại địch số một của nhân tộc chính là minh tộc. Một con rối lặng lẽ xuất hiện bên cạnh từ Nguyệt Tiên. Rốt cuộc sư phụ cũng tấn cấp đến cảnh giới hỗn độn thánh nhân. Con rối mở miệng chậm rãi nói. Đúng vậy, dựa theo trước kia, Cường giả hỗn độn đại thánh nhân cảnh ở trước mặt sư phụ chỉ có thể bị tùy ý bắt chẹt." Từ Nguyệt Tiên nói. "Đại sư huynh, khôi phục nhanh lên, sau này đi với sư phụ cùng nhau đi trấn áp minh tộc." Vương Huyền Tâm cách đó không xa nói. Từ phàm tự mình hóa thành một vòng xoáy lớn cắn nuốt vạn vật, hỗn độn chi kiếp hóa thành vật dinh dưỡng, không bến bờ tràn vào đến trong vòng xoáy lớn. Lúc này, thế giới thể nội của Hồng Mông Thánh Quy bắt đầu rung rẩy sau đó tinh bích bốn phương thế giới bỗng nhiên vỡ ra bốn vết nứt lớn vô cùng vô tận vật chất hồn độn chưa khai hóa vọt tới hóa thành bốn đường dài dung nhập vào trong hỗn độn chi kiếp sư phụ không hổ là sư phụ chúng ta độ hỗn độn chi kiếp cửu tử nhất sinh sư phụ độ kiếp trực tiếp tiến hành giai đoạn hóa hỗn độn cuối cùng ý thức từ cương phụ thân vào con rối kinh ngạc tán thán chuyện này có là gì trong tưởng tượng của ta sư phụ độ kiếp phỏng chừng cả vùng hỗn độn đều phải đến chúc mừng. Từ Nguyệt Tiên cười, sờ tiểu Bạch Long nằm bò trên vai mình. Không biết sau khi sư phụ tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân sẽ mạnh bao nhiêu, có thể đối kháng với cường giả cấp quốc chủ kia không? Vẻ mặt vương huyền tâm vô cùng mong chờ. Hẳn là có thể, nghĩ lại trước đây khi sư phụ vẫn là luyện khí kỳ, là có thể một người giết toàn bộ bầy yêu thú kim đan. Sư phụ trở thành hỗn độn thánh nhân, không nói trấn áp, Đối kháng hẳn là không thành vấn đề. Lý Tinh từ sờ cầm nói. Lúc đám người đang nói say sưa, cách hạch tâm của thế giới thể ngoại không xa, Hồng Mông Thánh Quy quay đầu nhìn Từ Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia thú vị, tựa như nhìn thấy đồ vật gì đó chơi vui. Động tác của Hồng Mông Thánh Quy dẫn tới sự chú ý của nhân tộc đang xem. Hồng Mông Thánh Quy này sẽ không quấy rầy sư phụ độ kiếp đấy chứ? Vương Hướng Trị nói. Sẽ không? tính toán của sư phụ từ trước tới giờ đều không để sót gì, khẳng định sẽ cân nhắc cả hồng mông thánh quy vào. Lý huyền đạo nói Đúng lúc này, một luồng ánh sáng ngũ sắc từ trong miệng hồng mông thánh quy sáng lên, hóa thành một cầu vòng bay đến trong hỗn độn chi kiếp. Vòng xoáy to lớn vốn là màu hỗn độn, sau khi cầu vòng tiến vào thì biến thành ngũ sắc, nhìn từ đằng xa giống như một cái phễu lưu quan thải sắc, trông rất đẹp mắt. Ngươi xem, Ta đã nói tính toán của sư phụ từ trước tới giờ đều không để sót gì mà. Lý huyền đạo vô cùng kính ngưỡng nhìn hạch tâm cái phễu lưu quan thải sắc. Làm suối nguồn hạnh phúc cá mặn của Minh, sư phụ ở trong lòng hắn quan trọng hơn mạng hắn ngàn lần, vạn lần. Tiểu sư đệ, gần đây có phát hiện chỗ nào chơi vui không? Từ Nguyệt Tiên nhìn tiểu sư đệ vô cùng cá mặn, nằm thẳng này của mình, trong ánh mắt có một tí xíu hâm mộ. Nhị sư tỷ, ta vừa phát hiện được lối vào trực tiếp đại thế giới ở phần bụng hiện hồng mông thánh quy nhưng còn chưa đi vào ngày khác chúng ta có thể cùng đi xem xem lý huyền đạo vội vàng trả lời được chỉ ở mãi trong tam thiên giới cũng không có gì thú vị lúc hai người đang tán gẫu sáu luồng khí tức pháp tắc chí cao đột nhiên từ trong hỗn độn chi kiếp phát ra bốn hàng dài vật chất hỗn độn chưa khai hóa tràn vào hỗn độn chi kiếp nháy mắt tăng lên gấp đôi cái phễu lưu quan thải sắc lại khuếch trương ra mấy lần trên không cái phễu có 6 viên thủy tinh pháp tắc chí cao đang dần ngưng tụ 6 luồng khí tức chí cao pháp tắc từ đó khuếch tán ra trực tiếp bao trùm toàn bộ thế giới thể nội cuối cùng dưới sự dẫn dắt của khí tức pháp tắc chí cao này pháp tắc chí cao của cả thế giới thể nội bị dẫn ra sau khi cảm nhận được hết thảy tất cả cường giả nhân tộc nhanh chóng tiến vào trạng thái đốn ngộ muốn bắt lấy cơ hội lĩnh ngộ một tia pháp tắc chí cao lúc này vương vũ luân đang xem đại ca tốt độ kiếp bất chợt lòng có cảm giác nhìn một khu vực hỗn độn chưa khai hóa trong thế giới thể nội hắn ở khu vực đó cảm nhận được pháp tắc trí cao thuộc về riêng hắn hơn nữa cảm giác càng lúc càng mãnh liệt lúc hắn đang muốn tìm tòi nghiên cứu một viên thủy tinh pháp tắc trí cao to lớn trực tiếp từ khu vực hỗn độn chưa khai hóa phá không mà đến nhanh chóng bay về phía vương vũ luân trong thủy tinh pháp tắc trí cao có một chiếc cần câu nho nhỏ vương vũ luân còn chưa kịp phản ứng thủy tinh pháp tắc chí cao liền bay vào trong ấn đường hắn lúc này từ phàm đang hấp thu dinh dưỡng hơi nghi hoặc nhìn huynh đệ tốt của mình trong cảm giác của hắn có loại như pháp tắc chí cao hỗn độn hắn tụ tập bị huynh đệ tốt hấp dẫn đi hỗn độn chi kiếp này hết khi nào vậy từ phàm cảm giác được hỗn độn thánh hồn như thâm nguyên của bản thân trong không gian hỗn độn thánh hồn của từ phàm vô cùng vô tận hỗn độn chi kiếp hóa thành dinh dưỡng 9 phần 10 bị hệ thống hóa thành tinh thần thủy tinh pháp tắc chí cao hấp thu. Lấy trạng thái thủy tinh pháp tắc trí cao thôi diễn, ít nhất cần ngàn năm mới có thể đút nó ăn no. Lúc này, trong thế giới thể nội của Hồng Mông Thánh Quy, có mấy chục loại pháp tắc trí cao hiển hóa. Sau khi pháp tắc chí cao của hắn hiển hóa, lại có vô số loại pháp tắc trí cao không nhìn thấy đang âm thầm phun trào. Loại tình cảnh này khiến cường giả nhân tộc đang cảm ngộ pháp tắc chí cao có người đau đớn, có người hạnh phúc. Hạnh phúc là nhóm nhân tộc có thể chạm đến pháp tắc trí chí cao, chính mình có thể chạm đến pháp tắc trí cao, sau này có hy vọng trở thành hỗn độn đại thánh nhân cường giả. Đau đớn là nhóm cường giả nhân tộc không cảm nhận được, có lẽ điểm cực hạn của bản thân là ở cảnh giới này. Lý huyền đạo mở mắt, cười ha ha nói ra, không nghĩ tới ta vậy mà có thể lĩnh ngộ được pháp tắc trí cao, nếu không về sau tu luyện nhiều hơn. Sư đệ đúng là nên tu luyện nhiều hơn. Chu Khai Linh cách đó không xa cũng mở mắt. Sư Huynh thì sao, có cảm ứng được pháp tắc chí cao không? Lý Huyền Đạo hỏi. Có hơi mơ hồ. Chu Khai Linh thở dài. Vậy là tốt rồi. Tất cả nhân tộc cường giả tu luyện, 30 năm thoáng chốc qua đi. Cường giả nhân tộc cảm ngộ xong pháp tắc chí cao mở mắt, phát hiện cái phễu lưu quan thải sắc vẫn còn y nguyên. Sau đó lại qua trăm năm, cái phễu lưu quan thải sắc mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ ngàn năm sau cái phễu lưu quan thải sắc hoàn toàn tiêu tán bóng dáng từ phàm xuất hiện trước mắt mọi người chúc mừng sư phụ tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân chúc mừng sư tổ tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân chúc mừng đại trưởng lão tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân chúc mừng từ thần sư tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân bốn âm thanh bất đồng vang vọng toàn bộ thế giới thể nội đều đứng lên đi từ phàm hơi miễn cười nói. Lúc này hắn đã là một cường giả hỗn độn thánh nhân cảnh, nhất cử nhất động đều có thể dẫn tới hỗn độn lay động. Vì chúc mừng ta trở thành hỗn độn thánh nhân, một năm sau, ta vì toàn bộ nhân tộc truyền đạo. Về sau, ta sẽ mang tam thiên giới trở về vùng hỗn độn, nhân tộc chúng ta, chắc chắn sẽ đặt chân lên đỉnh phong, giọng nói của từ phàm truyền đến trong tai tất cả nhân tộc. Sau khi nói xong những lời này, từ phàm bước ra một bước, xuất hiện trước mắt hồng mông thánh quy từ phàm hóa thành hỗn độn pháp tướng ngoài thân vừa vặn lớn cỡ đầu của hồng mông thánh quy đa tạ tiền bối từ phàm cảm tạ nói lúc hắn đang độ thánh nhân chi kiếp hồng mông thánh quy cảm thấy hứng thú tiện tay dẫn đưa vào pháp tắc chí cao của thế giới thể nội khiến từ phàm bất chợt lĩnh ngộ mấy chục loại pháp tắc chí cao thật lâu chưa từng thấy sinh linh thú vị như ngươi ngộ tính của ngươi là thuộc nhóm mạnh nhất ta từng thấy tu luyện cho tốt nói không chừng ngày sau ta còn cần ngươi giúp ta một tay một ý niệm truyền đến trong đầu từ phàm đại ân của tiền bối phản bối suốt đời không quên ngày sau có năng lực chắc chắn dốc hết toàn lực báo đáp tiền bối giọng điệu từ phàm kiên định nói trong đạo trường tại chủ phong ẩn linh môn từ phàm nhìn đệ tử ẩn linh ngồi đầy cả bình nguyên môn sau chủ phong không khỏi vui mừng ngoài một vài đệ tử thánh nhân cảnh nằm thẳng ra, hơn 9 phần 10 còn lại là đại thánh nhân, còn có một phần nhỏ là đệ tử hồn độn thánh nhân cảnh. Hiện tại, thực lực ẩn linh môn ở trung tâm hỗn độn miễn cưỡng xem như một cường tộc. Nếu như không phải bị minh tộc nhầm vào, cuộc sống sẽ rất thoải mái. Đón gió nhẹ trên chủ phong, từ phàm hờ hững nói. Sư phụ, chỉ cần cho ta thời gian, đồ nhi nguyện ý vì ngươi bình định tất cả từ cương âm vang mạnh mẽ nói. Sau khi từ phàm tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân cảnh, chuyện đầu tiên làm là làm cho từ cương khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Được, sau này những chuyện đánh nhau không quan trọng của tông môn, tất cả đều giao cho ngươi. Dù sao ngươi bây giờ cũng là một trong hai hỗn độn đại thánh nhân của nhân tộc. Làm sư phụ ngươi, ta rất tự hào. Từ phàm dùng một tay đập lên vai từ cương, biểu thị khẳng định đối với đại đồ nhi của mình. Nghe được lời của sư phụ, một loại cảm giác thỏa mãn trào dân trong lòng từ cương, hận không thể hiện tại liền có cường địch xâm phạm, để hắn vì sư phụ hiến thân. Đừng quá thỏa mãn, con đường sau này còn rất dài, cảnh giới của ngươi bây giờ chỉ là vừa bắt đầu hiểu hỗn độn thôi. Sau khi trấn an tâm linh kích động của Đại Đồ Nhi, âm thanh như thiên đạo hỗn độn của từ phàm vang vọng khắp tam thiên giới. Hỗn độn tự thủy, huyền diệu tự. Lúc này, cả tam thiên giới một mảnh yên tĩnh, vô số sinh linh có ý thức lặng yên lấy tư thế triều thánh, lắng nghe âm thanh này. Tất cả nhân tộc tam thiên giới đều ngồi xếp bằng, dụng tâm lắng nghe thánh chủ nhân tộc truyền đạo. Trong thế giới hỗn độn, người mạnh nhất một tộc lại có thể dẫn dắt toàn tộc đều được tôn là thánh chủ của một tộc. Thế giới thể ngoại, lấy tam thiên giới làm trung tâm, vô số đại đạo hỗn độn, pháp tắc chí cao hội tụ mà đến tam thiên giới. Trong nhất thời, tất cả nhân tộc trong cả tam thiên giới đều cảm nhận được uy năng đại đạo hiển hóa. Theo từ phàm truyền đạo cho toàn bộ nhân tộc, cảnh giới của tất cả mọi người trong nhân tộc lấy một loại tốc độ không thể tưởng nổi tấn cấp. Có phàm nhân trẻ nhỏ, trong vòng một ngày, tiên linh quán thể, tiên môn tiếp dẫn, bạch nhật phi thăng. Có người lớn tuổi, nghe đạo phản lão hoàng đồng, linh quan từ hiện, nhập cảnh giới tu sĩ. Có người mới vào pháp môn tu tiên, ba ngày đại thừa, khí tức bao trùm vạn dặm. Đại thiên tiên giới, tiên giả nghe thánh chủ truyền nhân tộc truyền đạo, càng dùng dập bước ra dòng sông thời gian trở thành thánh tôn. Sau khi từ phàm truyền đạo ba ngàn năm, cả tam thiên giới dưới sự truyền dẫn của vạn đạo hỗn độn và phát tắc chí cao bắt đầu thăng hoa. Cảm ứng được một màn này, từ phàm dừng giảng đạo, trận bàn hồn nguyên xuất hiện trong tay. Một truyền tống trận to lớn bao phủ toàn bộ tam thiên giới, trực tiếp truyền tống đến khu vực hỗn độn chưa khai hóa trong nháy mắt khi tam thiên giới xuất hiện tại khu vực hỗn độn chưa khai hóa lại có mấy đại trận hỗn độn lớn xuất hiện bắt đầu chuyển hóa vật chất hỗn độn chưa khai hóa đưa vào trong tam thiên giới sau khi làm xong mọi thứ âm thanh truyền đạo lần nữa vang vọng cả tam thiên giới vạn năm sau từ phàm ngừng lại nhìn chúng đệ tử rơi vào trong đốn ngộ gật đầu trước tiên như vậy đi bồ đào Báo cáo tình huống. Từ phàm cảm nhận toàn bộ Tam thiên giới nói: "Chủ nhân, Tam thiên giới đã thăng hoa, hiện tại bản thân có thể dung nạp Hỗn Độn Đại Thánh Nhân chi giới. Tất cả thế giới đại, trung, tiểu thiên trong giới, toàn bộ thăng hoa là có thể dung nạp Hỗn Độn Thánh Nhân chi giới. Trong nhân tộc đã không còn phàm nhân, thấp nhất cũng là cảnh giới chuẩn tiên. Trong lúc chủ nhân truyền đạo, có 63 đệ tử tông môn tấn cấp cảnh giới Hỗn Độn Thánh Nhân." Ngoài tông môn có 12 nhân tộc tấn cấp cảnh giới hỗn độn thánh nhân. Một danh sách xuất hiện trước mặt Từ Phàm, phía trên biểu hiện tên cường giả tấn cấp thành hỗn độn thánh nhân cảnh. Tam thiên giới thăng hoa, bốn viên tinh thần liên đới xung quanh cũng cùng thăng cấp, hiện tại lực lượng của bốn viên tinh thần không phải hỗn độn đại thánh nhân không thể đến. Tam thiên giới ngoài nhân tộc ra, những sinh linh khác có. Bồ Đào báo cáo từng tình huống hiện tại của nhân tộc, Từ Phàm cứ như vậy nghe thực lực của nhân tộc bây giờ, ngoài chính đế quốc đại thần ma và 13 đại chủng tộc ở trung tâm hỗn độn, nhân tộc tuyệt đối đứng đầu. Chỉ là cảnh giới quốc chủ kia, không biết khi nào mới có thể đạt tới. Sau khi hệ thống được cởi bỏ, cảnh giới của bản thân từ phàm trực tiếp vượt đến hỗn độn thánh nhân, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể nhanh chóng trở thành hỗn độn đại thánh nhân. Nhưng cảnh giới phía trên, từ phàm có hơi mơ hồ, cảm giác ở giữa ngăn cách vô số đồ vật hắn không biết được từ phàm nhẹ nhàng vung tay lên một thanh linh kiếm cấp đạo khí xuất hiện trong tay nhẹ nhàng vuốt ve linh kiếm trong tay suy nghĩ của từ phàm không khỏi tản ra chủ nhân hiện tại có nên trở về vùng hỗn độn không thấy từ phàm không có phản ứng bồ đào chủ động hỏi năng lượng do đại trận chuyển hóa vật chất hỗn độn chưa khai hóa chuyển hóa bên ngoài tam thiên giới tam thiên giới đã sắp không tiêu hóa được nữa chậm rãi đi về vùng hỗn độn đi không vội từ phàm nói một vùng hỗn độn cỡ nhỏ tạm thời lấy tam thiên giới làm trung tâm được tạo ra sau đó tam thiên giới thay đổi phương hướng bắt đầu từ từ bay về vùng hỗn độn phải tranh thủ nhanh chóng tấn cấp đến hỗn độn đại thánh nhân nếu không không ngăn được đám mắt con minh tộc kia giọng điệu từ phàm xa thẳm nói sau khi ý thức của hắn rời đi tam thiên giới chủ yếu gặp phải hai đại kiếp nạn một là dao động cường giả cấp quốc chủ đánh nhau hai là sự nhắm vào của minh tộc thỉnh thoảng phái cường giả quấy nhiễu tam thiên giới lúc vừa bắt đầu tam thiên giới còn có tộc thiên thương và đế quốc thánh quan trợ giúp ngăn cản minh tộc nhưng cũng sau đó không lâu lấy danh nghĩa an toàn muốn đưa tam thiên giới nhân tộc đặt vào trong cương vực của bọn họ điều kiện chính là giao ra phân thân luyện khí của từ phàm lúc ấy liền bị vương vũ luân vừa tấn cấp đến hỗn độn đại thánh nhân cảnh cự tuyệt sau đó cắt trợ giúp thời gian về sau tam thiên giới nhân tộc rơi vào trong mấy chục vạn năm hiểm cảnh mở ra một đường chạy trốn chạy ngược chạy xuôi những chuyện này đều được từ phàm ghi vào trong lòng từng chuyện một vạn năm sau một chỗ bên hồ nhỏ từ phàm và phân thân số hai đang chơi giới kỳ thế cục trong giới kỳ khó bề phân biệt hai bên đều đang bố trí một đại kỳ chuẩn bị sau cùng đại sát tứ phương thực ra ta với ngươi chơi giới kỳ rất không có ý nghĩa bất kể chơi thế nào, cuối cùng đều là ngang tay. Phân thân số 2 có chút hờ hững không sợ nói. Ngang tay là đại biểu có chỗ tăng lên, nếu không không có đối thủ rất không thú vị. Một quân cờ bị chuyển hóa thành phong chi đại đạo hạ xuống trong bàn cờ. Phân thân số 3 và số 5 đều đã có thể luyện chế hồng mông chí bảo đứng đầu, vì sao bây giờ ngươi không để bọn họ động thủ? Phân thân số 2 nghi hoặc hỏi. Cấp làm gì, Hiện tại thần khoáng hỗn độn trong tông môn không nhiều, luyện chế không được mấy món hồng môn chí bảo. Lại nói, động tĩnh lúc hồng môn chí bảo thành hình, ta sợ có thể dẫn tới những đồ vật bẩn trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Từ phàm quan sát thế cục trong giới kỳ nói. Đồ vật bẩn, sao trước kia chưa từng nghe ngươi nói qua?" Phân thân số 2 tò mò hỏi. Nghe được lời này từ phàm nhẹ nhàng phất tay, một màn sáng hiện lên trước mặt hai người. Trong màn sáng có một thiếu niên nhân tộc đại thánh nhân cảnh quan sát toàn bộ tam thiên giới, ánh mắt lạnh lùng. Phân thân số 2 nghiêm túc nhìn thiếu niên trong màn sáng. Đây là đồ vật bẩn. Từ phàm không nói lời nào, vất tay lần nữa, lại mấy màn sáng xuất hiện. Trong mỗi màn sáng đều có một nhân tộc, tất cả đều là đại thánh nhân cảnh. Đây là đồ vật bẩn trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa do dao động lúc ta truyền đạo khuếch tán ra hấp dẫn tới. Thánh hồn sức mẻ của những cường giả đứng đầu, có pháp tắc trí cao của ý thức bản thân, còn có ý niệm cường giả cấp quốc chủ bố trí. Từ phàm chỉ vào những màn sáng này nói. Đều đã biết nhưng vì sao không động thủ, giữ lại ăn tết à, phân thân số 2 cao mày hỏi. Có hơi tò mò, muốn biết mục đích của bọn họ là gì. Ngoài ý niệm cường giả cấp quốc chủ bố trí ra, cái khác cũng rất có giá trị nghiên cứu. Nếu có mục đích như vậy chẳng phải là nhiều thêm một con đường cường giả sao. Từ phàm cắm một tay vào trong hư không, trực tiếp túng thiếu niên nhân tộc ánh mắt lạnh lùng tới. Đây là pháp tắc chí cao có ý niệm. Nói xong, tay lại cắm vào hư không, lại túng ra một đại thánh nhân nhân tộc. Đây là thánh hồn sức mẻ của cường giả đứng đầu. Về phần ý niệm cao thủ cấp quốc chủ bố trí, ta không động vào, dễ đánh cỏ động trắng. Từ phàm nói phân thân số 2 đánh giá hai đại thánh nhân nhân tộc trước mặt, chợt có ý nghĩ. Dục niệm của hai người này quá hỗn tạp, không bằng tinh lọc, để bọn họ chuyển thế đầu thai, như vậy có thể hóa thành nhân tộc thuần chính nhất. Đây chỉ là cách dùng cơ bản nhất, ta muốn chờ sau khi bọn họ hoàn toàn trưởng thành đến đỉnh phong lại thu hoạch, lúc đó phỏng chừng sẽ có một vài thu hoạch không tưởng tượng được. Hai đại thánh nhân nhân tộc bị từ phàm khống chế, thánh hồn bị từ phàm nghiền nát ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, tìm tòi nghiên cứu bí ẩn trong đó trên mặt hai nhân tộc đại thánh nhân lộ ra biểu cảm đau đớn nhưng chỉ một lát sau lại khôi phục như thường pháp tác chí cao hóa ma ma chủ hẳn sẽ thích đây một bên khác là hỗn độn thánh hồn của một cường giả thuộc vùng hỗn độn sụp đổ bồi dưỡng cho tốt nhân tộc ít nhất có thể nhiều thêm hai cường giả hỗn độn thánh nhân cảnh hai đại thánh nhân nhân tộc bị truyền tống trận bao bọc lôi tới từ đâu thì bị đưa về nơi đó đúng rồi, hình thái cuối cùng của hệ thống ra sao, ngươi còn chưa nói cho ta. Sau khi hệ thống bị cởi bỏ, có lấy được đồ vật ngươi muốn hay không, phân thân số 2 hỏi. Ngoài một khối thủy tinh pháp tắc chí cao tinh khiết lớn như tinh thần, cái khác không phát hiện được chút gì. Từ phàm cầm một quân cờ chuyển hóa thành đạo luân hồi hạ xuống trong bàn cờ. Thủy tinh pháp tắc chí cao tinh khiết cỡ tinh thần, phân thân số 2 khiếp sợ nhìn từ phàm, một tia nước miếng từ đó chảy xuống. Luyện chế hồng mông chí bảo đỉnh cấp nhất định không thể thiếu thứ này, những đệ tử kém một bước tấn cấp đến hỗn độn đại thánh nhân cũng không thiếu được phụ trợ từ thứ này. Sau này đừng nói chi là. Từ phàm mặt đầy bình tĩnh nhìn số 2 đang hưng phấn. Không tìm tòi nghiên cứu được căn nguyên hệ thống, bản thân nó chính là một cái hố lớn, nếu so sánh, thủy tinh pháp tắc chí cao tinh khiết có vẻ không quan trọng. Sau khi hệ thống hoàn toàn giải mã chỉ có viên thủy tinh pháp tắc chí cao tinh khiết lớn như tinh thần, không tìm tòi nghiên cứu được căn nguyên, bản thân điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó, hiện tại còn không bằng nắm chặt dùng những thủy tinh pháp tắc chí cao này nâng cao cảnh giới, nếu không giữ những đồ vật này có tác dụng gì. Phân thân số 2 biểu môi nói. Gấp làm gì, trước tiên ổn định thế cục của nhân tộc rồi lại nói. Sau đó từ phàm nói lại kế hoạch của mình với phân thân số 2 hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng sau khi trở về có thể cho đại thống lĩnh của ta ít chỗ tốt không? Hiện tại thế cục vùng hỗn độn không cần nhìn ta cũng biết, bên đại thống lĩnh hẳn sống không như ý lắm. Phân thân số 2 thỉnh cầu nói. Chuyện này đơn giản, nếu như ngươi nguyện ý, trở lại vùng hỗn độn, ngươi có thể tiếp tục đi phụ tá đại thống lĩnh của ngươi. Từ phàm cười vừa. Ngươi rộng lượng như vậy à, phân thân số 2 ngờ vực nhìn từ phàm bên ta có ba người công cụ số ba số bốn số năm người nào chẳng dùng tốt hơn ngươi ngươi đi tìm đại thống lĩnh của ngươi coi như là bố trí một đường lui số một ở đế quốc mang thú thần ma đã là đệ tam tôn ngươi ở đế quốc chúng tinh thần ma tranh thủ cũng đến vị trí này đi đến thời khắc mấu chốt cuối cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp đảo loạn toàn bộ vùng hỗn độn để nhân tộc bước lên đỉnh phong từ phàn thích ý trù tính nói vậy cuối cùng đại thống lĩnh có thể có đường sống không, phân thân số 2 lẳng lặng nhìn từ phàm. Sao lại không có, để báo đáp lại, đến lúc đó để đại thống lĩnh nhà ngươi tự mình nắm giữ một đế quốc thần ma. Nhìn vẻ mặt của phân thân số 2, từ phàm nở nụ cười. Đây tính như thế hòa vậy. Một nơi sơn thủy linh tú bên ngoài ẩn linh môn, từ phàm nhìn đại ca tốt thông dong tự tại của mình, không khỏi nở nụ cười. Lão đệ, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây thế nhìn thấy từ phàm lão giả tóc trắng bèn vội vàng đứng lên chào hỏi qua đây thăm lão ca từ phàm lấy ra bốn món huyền hoàng chí bảo đứng đầu từ trong kho hàng đặt vào trong tay lão giả tóc trắng đừng huyền hoàng chí bảo này cho ta cũng vô dụng lão giả tóc trắng vội vàng cự tuyệt nói vô dụng thì ban cho mấy đồ đệ của ngươi từ phàm trực tiếp nhất bốn món huyền hoàng chí bảo đứng đầu vào trong linh bảo không gian của lão giả tóc trắng còn có những phúc lợi ta phát cho lão ca vì sao đều để trong bảo khố không nhận có thể dính ánh sáng của lão đệ tiến vào ẩn linh môn đã là may mắn trời cho rồi nếu như lại tham luyến đồ vật của lão đệ vậy ta chẳng phải là lão giả tóc trắng nói có phần cảm khái trước đây hắn chỉ muốn ôm đùi để mình và mấy liệt đồ có chỗ dựa Xem sau này có cơ duyên thành thánh hay không. Đây biết vừa ôm đùi là ôm rất chặt. Nhưng hồi báo theo sự đổi dời của thời gian, lại khiến hắn không cách nào yên tâm. Nhớ trước đây hắn chỉ cung cấp một chút tiện lợi nhỏ nhặt, hiện tại lại có thể nhận lấy được hồi báo như thế của thánh chủ nhân tộc, làm hắn có cảm giác không chân thực. Lão ca, trước đây ngươi tốt với ta đến mức muốn giao tính mạng cả nhà cho ta hiện tại chỉ nhận chút chỗ tốt của lão đệ thì đã không chịu nổi à hai người ngồi trong lương đình từ phàm pha trà cho lão giả tóc trắng ngươi một ngày là đại ca tốt của ta vĩnh viễn đều là đại ca tốt của ta ngày tháng sau này còn rất dài có lẽ ta còn cần lão ca vì ta xuất lực không biết ngươi có nguyện ý hay không từ phàm rót một ly trà đặt trước mặt lão giả tóc trắng đương nhiên nguyện ý lão giả tóc trắng kích động nói đây mới là đại ca tốt của ta từ phàm nói nhẹ vung tay, một khối thủy tinh pháp tắc chí cao lớn cỡ quả bóng rổ xuất hiện. Sau đó pháp tắc chí cao thời gian rót vào trong viên thủy tinh kia. Lão ca tinh thông thời gian đại đạo, hiện tại ta cần xây dựng dòng sông thời gian hỗn độn chuyên thuộc cho nhân tộc, cho nên mặt dạng mày dày nhờ đại ca ra một phần sức. Thủy tinh pháp tắc chí cao chậm rãi trôi đến chỗ lão giả tóc trắng. Mặc dù tư chất của lão ca hơi kém, nhưng vẫn có chút cảm ngộ đối với pháp tắc chí cao thời gian. Hấp thu thủy tinh pháp tắc chí cao này, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân. Đối với một vị đại thánh nhân mà nói, thủy tinh pháp tắc chí cao từ phàm cho thực ra có một nửa là đủ rồi. Một nửa nhiều thêm, là từ phàm muốn để tăng cường căn cơ đại đạo cho đại ca tốt của mình, chuẩn bị cho ngày sau tấn cấp thành hỗn độn đại thánh nhân. Trong tiểu viện, từ phàm nhìn lục đồ đệ đã nằm thẳng, không khỏi tò mò hỏi, nằm thẳng dễ chịu biết bao, du sơn ngoạn thủy không có áp lực, sao bây giờ lại bắt đầu quyết chí tự cường rồi. Lý huyền đạo nghe sư phụ nói đùa bỗng thấy xấu hổ. Sư phụ, trước kia đồ nhi cảm thấy không có hy vọng tấn cấp hồn độn thánh nhân, có thể trở thành đại thánh nhân đã rất thỏa mãn. Nhìn sư phụ vĩ ngạn như hỗn độn sâu xa, Lý huyền đạo nghĩ đến cảnh lúc mới gặp. Khi đó bảo hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ được, một quỳ bái sư đó của hắn, vậy mà có thể quỳ ra một đại thánh nhân. Lúc sư phụ truyền đạo, đột nhiên cảm ngộ được một tia pháp tắc chí cao. Lấy tình hình của vùng hỗn độn bây giờ, nhân tộc chúng ta sau này chắc chắn sẽ gặp phải khiêu chiến, đồ nhi cảm thấy không thể nằm thẳng tiếp nữa. Giọng điệu lý huyền đạo chân thành tha thiết, trong ánh mắt có một ngọn lửa tín niệm đang thiêu đốt. Ngươi phải nghĩ kỹ, không nằm thẳng, thời gian sau này cũng sẽ không thư thái như vậy được từ phàm cười ha ha nhìn lý huyền đạo làm môn hạ đầu tiên của hắn cũng là đồ đệ nằm thẳng duy nhất chẳng những không bị khinh bỉ ngược lại còn làm cho mọi người hâm mộ không gì sánh được trong lòng đồ nhi có dự định vậy thì được từ phàm vung tay một viên thủy tinh pháp tắc chí cao cỡ quả bia xuất hiện rót vào trong đó loại pháp tắc chí cao siêu thoát lý huyền đạo cảm ứng được thời gian ngươi nằm thẳng quá lâu nội tình hơi mỏng Trước tiên lĩnh ngộ thấu đồ vật trong viên thủy tinh pháp tắc chí cao này rồi lại nói. Đồ vật bị chuyển hóa thành thủy tinh pháp tắc chí cao siêu thoát hiện lên trước mặt Lý Huyền Đạo. "Đa tạ sư phụ, đồ nhi tất không phụ hy vọng của sư phụ." Lý Huyền Đạo cung kính hành lễ. "Đi đi." Từ phàm vẫy tay nói. Sau khi Lý Huyền Đạo rời đi, trên không tiểu viện xuất hiện hàng trăm màn sáng, mỗi màn sáng đều đối ứng với một nhân tộc một động quan từ nơi xa bay tới trương vi vân xuất hiện trong tiểu viện phu quân ngươi vẫn đang quan sát những dị loại này sao trương vi vân nhẹ nhàng đi tới hỏi xem những dị loại chuyển hóa thành nhân tộc này rốt cuộc muốn làm gì từ phàm nói kéo trương vi vân ngồi xuống bên cạnh mình gần đây ta phát hiện những dị loại này mỗi người đều có mục đích khác biệt ví dụ như nói người này một lòng muốn hoàn thiện pháp tắc chí cao bản thân sở hóa còn có người này, muốn tìm cơ hội cắn nuốt sinh linh một giới, mượn sinh cơ của nó khôi phục ký ức không trọn vẹn, ý đồ phục sinh. Người này muốn sống phóng túng không lý tưởng trong nhân tộc. Từ Phàm chỉ vào màn sáng, giới thiệu từng người, Trương Vi Vân ngồi bên cạnh Từ Phàm, cảm thấy hứng thú nghe. Những người này có xấu có tốt, những người tốt phu quân định thế nào, Trương Vi Vân tò mò hỏi. Người tốt thì giữ lại, tẩy não nhiều hơn đến lúc đó là có thể triệt để biến thành nhân tộc. Từ phàm dững dưng nói, trước kia có những này dị loại sao? Trước kia ít khả năng cũng không có, hiện tại tam thiên giới chúng ta ẩn chứa nhiều pháp tắc chí cao, bên ngoài không tiến hành phòng hộ đặc thù, cho nên khiến những dị loại này nhiều hơn. Sau này gia tăng đại trận phòng hộ tương ứng, những dị loại này, một người cũng không vào được. Từ phàm nói, lúc này, một pháp tắc chí cao mang tỏa ra khí tức mới sinh từ trong đỉnh núi sa sư huynh đằng xa phát ra nháy mắt hấp dẫn ánh mắt phu thê hai người đây là pháp tắc chí cao mới sinh chúng ta đi qua đó xem từ phàm nói nắm tay trương vi vân đứng dậy bước ra một bước xuất hiện trước cửa động phủ của sa sư huynh đại trưởng lão hình như ta đã làm ra một loại đồ vật khó lường cửa lớn động phủ mở ra giọng sa điêu từ bên trong truyền ra sau khi hai người tiến vào thì phát hiện khối thần khoáng hỗn độn sặc sỡ đường kính một trượng trước mặt Sa Điêu. Sa Điêu vốn dĩ vẫn là đại thánh nhân cảnh, lúc này một bước vượt qua đến hỗn độn thánh nhân cảnh, một loại khí tức pháp tắc chí cao đặc biệt tràn ngập cả động phủ. Từ phàm nhìn thần khoáng hỗn độn ngũ sắc trước mắt, cảm nhận khí tức pháp tắc chí cao mới sinh này. Đại trưởng lão, ngươi xem thần khoáng hỗn độn ta nghiên cứu ra được thế nào, vẻ mặt Sa Điêu hưng phấn hỏi. Bao nhiêu vạn năm, chính mình cuối cùng cũng nghiên cứu ra chút đồ vật. Trước tiên khoan nói thần khoáng hỗn độn này, sa sư huynh, pháp tắc chí cao ngươi lĩnh ngộ, ngươi có cảm nhận được không, từ phàm nhìn sa sư huynh một tiếng hót lên làm kinh người này, vẻ mặt rất kinh ngạc. Khí tức pháp tắc chí cao. Ta không cảm nhận được, vẻ mặt sa điêu vô cùng nghi hoặc. Lúc này, theo khí tức pháp tắc chí cao mới sinh khuếch tán ra. Cả Tam thiên giới trở thành một ngọn đèn sáng trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Khu vực hỗn độn chưa khai hóa, vô số tồn tại còn mang theo một tia ý niệm lao về phía Tam thiên giới. Lúc này, Từ Cương và Vương Vũ Luân đồng thời gửi tin cho Từ Phàm, bọn họ cảm giác có một ý thức to lớn đang lao tới Tam thiên giới. Giống như hỗn độn thú triều, nhưng uy thế của nó còn đáng sợ hơn hỗn độn thú triều. Từ Phàm gửi về một tin không cần, sau đó liền phái ra phân thân số 4 bên ngoài tam thiên giới, một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện. Một đôi mắt lạnh lùng quét ngang một vòng, sau đó một thiên thủ hư tượng màu đỏ tươi xuất hiện. Tịnh Một luồng bạch quang cực kỳ chói mắt từ trên người thiên thủ hư tượng khuếch tán ra, nháy mắt chiếu rọi khu vực hỗn độn chưa khai hóa xung quanh. Những ý thức không trọn vẹn như hỗn độn thú triều vừa tiếp xúc với luồng bạch quang kia, tức khắc hóa thành tro tàn, biến thành vật chất hỗn độn chưa khai hóa thuần túy nhất. Đại trưởng lão, có chuyện gì phiền phức sao? Sa Điêu nhìn vẻ mặt của Từ Phàm hỏi. Không có gì, chỉ là kinh ngạc với thần khoáng hỗn độn Sa Sư Huynh chế tạo thôi. Thần khoáng hỗn độn này mặc dù không luyện chế được hồng mông chí bảo đứng đầu, nhưng luyện chế thêm chút có thể dễ dàng trở thành huyền hoàng chí bảo đứng đầu nhất. Nếu như gặp được hồng mông luyện khí sư đứng đầu, luyện chế thành một món hồng mông chí bảo không thành vấn đề. Từ phàm nhẹ nhàng đặt tay lên trên thần khoáng hỗn độn ngũ sắc. Đáng tiếc, Loại thần khoáng hỗn độn này chỉ có thể do ta luyện chế theo nhóm nhỏ. Sa Điêu có chút không cam lòng nói. Như vậy là đủ rồi, thần khoáng hỗn độn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo có thể được Sa Sư Huynh luyện chế ra. Nếu tin tức này truyền đến vùng hỗn độn, Sa Sư Huynh có thể nháy mắt dương danh khắp cả vùng hỗn độn. Đến lúc đó, địa vị của Sa Sư Huynh tuyệt đối không kém hơn Hồng Mông Luyện Khí Sư. Từ phàm quả thật có ý nghĩ để Sa Sư Huynh dương danh toàn bộ vùng hỗn độn ta không cần nhiều hư danh như vậy, chỉ cần để ta tiếp tục ở trong tông môn nghiên cứu mấy chuyện ta thích là được. Sa Điêu chân thành nói. Ta hiểu. Từ phàm biết ý của Sa Sư Huynh. Khối thần khoáng hỗn độn này, đại trưởng lão mang đi đi, ta lại tiếp tục luyện chế một nhóm khác. Sa Điêu nói. Vậy được. Ta sẽ dùng thần khoáng hỗn độn này luyện chế chuyện biệt một bộ hồng môn chí bảo chuyển đổi vật chất hỗn độn chưa khai hóa cho sa sư huynh, để ngươi luyện chế thần khoáng hỗn độn dễ dàng hơn. Từ phàm nhận lấy khối thần khoáng hỗn độn sạc sở nói. Khoảnh khắc xa điêu luyện chế thần khoáng hỗn độn thành công, thì đã đổi mới pháp luyện chế vào trong kho số liệu của bồ đào. Từ phàm nhìn phương pháp luyện chế thần khoáng hỗn độn sa sư huynh tải lên, lâm vào trong trầm tư. Các loại linh khoáng hỗn độn cần dùng vô cùng dễ tìm, chỉ cần trở về vùng hỗn độn, vật liệu vĩnh viễn sẽ không đứt chỉ cần hắn sắp xếp người công cụ luyện chế, ẩn linh môn vĩnh viễn sẽ không thiếu hồng môn chí bảo. Sa sư huynh, đừng sốt ruột, ngươi vừa luyện chế ra thần khoáng hỗn độn ngũ sắc, có muốn tĩnh tâm cảm ngộ một phen không? Từ phàm nhắc nhở, hắn mượn cơ hội muốn để sa sư huynh cảm ngộ được pháp tắc chí cao của bản thân. Không cần, ta đều tìm kiếm phương pháp trong thực tiễn, luyện chế nhiều thêm nói không chừng còn có thể ưu hóa. Sa điêu xua tay tỏ vẻ không cần vậy sa sư huynh chú ý nghỉ ngơi đừng miễn cưỡng chính mình đã biết đại trưởng lão đừng quên hồng mông chí bảo đã đáp ứng ta sa điêu nhắc nhở ta đã sắp xếp cả rồi trong không gian dưới lòng đất phân thần số hai nhìn khối thần khoáng hỗn độn ngũ sắc lớn gần một trượng không nhịn được nói rõ ràng có người công cụ vì sao cố tình muốn tìm ta chủ nhân nói hắn không muốn động não cho nên làm phiền ngươi ra trận Giọng Bồ Đào có chứa một chút ý cười. Ha ha, đi ai của người công cụ có trí tuệ. Phân thần số 2 thở dài, bắt đầu nghiên cứu thần khoáng hỗn độn ngũ sắc trước mắt. Nhưng càng nghiên cứu, thần thái trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Bản thân thần khoáng ẩn chứa một loại pháp tắc chí cao, nếu nghĩ cách thay đổi, vi năng của Hồng Mông Chí Bảo luyện chế ra nhất định sẽ mạnh thêm một phần. Nhưng tính hạn chế tương đối cũng kém, Hồng Mông Chí Bảo cho dù mạnh hơn một phần cũng chỉ mạnh hơn hồng môn chí bảo bình thường một chút. Nhưng thứ này, nếu phối hợp với đồ vật bẩn trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa, hẳn là có thể luyện chế ra một nhóm con rối không tệ. Phân thần số 2 vuốt cầm nói. Bồ đào từng suy diễn, có thể miễn cưỡng luyện chế ra con rối cấp hỗn độn thánh nhân, nhưng uy năng và chiến lực của nó thuộc loại thứ phẩm trong thứ phẩm, thế nên không đề cử. Bồ đào nói. Bồ đào ngươi, luyện chế lượng lớn và đơn độc có thể giống nhau sao? Tuy rằng so ra kém cường giả hỗn độn thánh nhân cảnh bình thường, nhưng số lượng nhiều lên, cũng có thể kiến gặm chết voi. Phân thần số 2 không phục nói. Phí tổn và tinh lực trả giá không cùng tỷ lệ, tính không ra. Con rối luyện chế ra, còn không bằng sinh linh phân thân số 5 dị hóa ra. Giọng điệu bay bổng của bồ đào khiến phân thần số 2 cảm giác như muốn bùng nổ. Thật là, ta chỉ cân nhắc một chút sao lại thành cãi nhau với ngươi rồi phân thần số hai buông tay một ngọn thần hỏa hỗn độn xuất hiện bắt đầu luyện hóa thần khoáng hỗn độn ngũ sắc trước mắt bên ngoài tam thiên giới thánh dương tinh thần biến mất thánh quan tinh thần thế chỗ thánh quan tinh thần vừa xuất hiện tam trùng bèn gấp không chờ nổi bay vào khu vực bên ngoài mười quan giác tiểu quan tam trùng nhẹ nhàng kêu gọi một nữ tử tuyệt mỹ mặt váy dài trắng tinh xuất hiện dáng người lã lướt hấp dẫn làm dưới nét mặt thánh khiết của nữ tử có một loại phong thái khác thường. Hiện tại ngươi không vào được thánh quan tinh thần, sau này ta sẽ đến động phủ tìm ngươi. Tiểu quan ôn nhu nhìn tam trùng. Không cần, ta ở đây có thể nhìn ngươi là rất tốt rồi. Hiện tại ngươi đang ở giai đoạn mấu chốt, tuyệt đối không thể tự tiện rời khỏi phạm vi thánh quan tinh thần. Cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của tiểu quan, nhịp tim của tam trùng bắt đầu gia tốc đúng lúc này một con thánh quan trùng lớn cỡ bàn tay bò lên vai tam trùng cuối cùng nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng tiểu quan tam trùng hâm mộ nhìn thánh quan trùng trong ngực nàng điều này không khỏi làm hắn nhớ tới khoảng thời gian thần niệm giao hòa với tiểu quan cảm giác thánh hồn và linh niệm giao hòa tam trùng hồi tưởng lại bỗng nhiên hơi thất thần đừng sốt ruột chờ trở lại vùng hỗn độn sau khi ta thích ứng với thánh quan tinh thần là chúng ta có thể tiếp tục thần niệm giao hòa tiểu quan nhìn tam trùng đang thất thần nở nụ cười nàng cũng rất thích loại cảm giác này từ phàm truyền đạo dẫn tới tam thiên giới thăng hoa bốn viên tinh thần cũng theo đó thăng cấp tiểu quan vốn chỉ là cảnh giới hỗn độn thánh nhân dưới thăng cấp của bản nguyên tinh thần bản thân cũng theo đó thăng cấp trước mắt tiểu quan còn đang thăng cấp nếu đột ngột dùng thần niệm giao hòa với tam trùng dễ bị tẩu hoạt không có ý này ta chỉ nghĩ sau khi ngươi thăng cấp hạn chế một kỷ nguyên còn nữa không Tam trùng có chút mong chờ hỏi. Bồ đào đại nhân đã nói với ta, bản nguyên tăng cường, thời gian tồn tại tăng lên đến hai kỷ nguyên. Hiện tại vừa mới bắt đầu, hai kỷ nguyên rất dài. Tiểu quan nhẹ nhàng nói. Tiểu quan, ngươi yên tâm, sau khi ta trở thành hỗn độn đại thánh nhân, sẽ mang ngươi tìm thắp vùng hỗn độn, nhất định sẽ tìm được phương pháp làm ngươi hóa thành vĩnh sinh. Tam trùng nhìn nữ tử Mỹ lệ trước mắt, thâm tình nói đạo lữ không phải nhân tộc thì lại thế nào bị gọi là sứ giả ngự quang thì lại thế nào chỉ cần kiên định tín niệm của chính mình nhất định có thể vĩnh viễn ở bên nữ tử trước mắt lúc này nơi xa chợt truyền đến một thanh âm chỉ thấy hùng lực hơi ngượng ngùng bay về chỗ sâu trong thánh quan tinh thần ngượng ngùng vốn dĩ muốn tới chào hỏi một tiếng quấy rầy đến một nhà các ngươi rồi giọng hùng lực từ nơi xa bay tới tráng linh bên cạnh hùng lực có phần hâm mộ nhìn một màn kia. Hùng lực, ngươi xem, ánh mắt tam trùng ôm nhu biết bao. Ngươi đều chưa từng nhìn ta như vậy. Giọng tráng linh hiếm khi có một lần mềm mại. Trước kia không phải từng thử sao, ngươi chịu không nổi, hai ta còn suýt đánh lên. Hùng lực biểu môi nói. Hừ. Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, chỉ có thể tới gần khu vực một quan giáp, lại tiến lên sẽ gây tổn hại đến bản nguyên, chú ý bảo trì tốt khoảng cách. Hùng lực nhắc nhở. Đã biết, ta ở khu vực một quan giáp là được, ngươi muốn đi mặt ngoài thánh quan tinh thần thì cứ đi. Ta còn không biết thực lực của ngươi sao, đừng cứ chiều ý ta. Tráng Linh xua tay nói. Thực lực các đệ tử mạch luyện thể hiện tại, hùng lực đứng đầu, tráng Linh thứ hai. Không cần, ta ở khu vực này rèn luyện thân thể cũng được. Ta đã lĩnh ngộ pháp tắc chí cao hồng mông đạo huyết, chờ sau khi trở về vùng hỗn độn ta sẽ thăng cấp thành hỗn độn đại thánh nhân hỗn độn lưu ly thân của người lĩnh ngộ đến đâu rồi đến hỗn độn đại thánh nhân còn thiếu bao nhiêu hùng lực hỏi còn cần thêm chút thời gian cũng có khả năng kẹt lại ở cảnh giới này tráng linh nhìn thánh quan tinh thần tản ra ánh sáng cực nóng ở phía trước nói đừng sốt ruột căn cứ theo kinh nghiệm của ta chờ sau khi đại trưởng lão trở thành hỗn độn đại thánh nhân còn sẽ truyền đạo đến lúc đó chính là cơ hội của ngươi. Hùng lực cười nói. Đại trưởng lão tông môn nhà mình mỗi lần tấn cấp đều sẽ truyền đạo một lần, điều này đã trở thành lệ thường trong tông môn. Ta biết. Hai người tới khu vực cách thánh quan tinh thần một quan giáp, ăn ý cùng nhau bắt đầu rèn luyện thân thể và hỗn độn thánh hồn của mình. Tam thiên giới, chủ tiên giới của cửu phượng tiên đình, Phượng Trường Ninh nhìn sáu đại tiên giới chính mình thống nhất, lại nhìn quần thần quỳ lạy bên dưới đứng dậy bệ hạ bây giờ lục giới yên ổn không còn chiến sự tất cả tiên giới vui sướng phồn vinh đã là thịnh thế của tiên giới tại đây thần khẩn cầu bệ hạ mời thánh chủ nhân tộc sắc phong để cử phượng tiên đình chính vị phượng trường ninh nghe được lời này trong ánh mắt có chút không tự nhiên bệ hạ ta đi cầu kiến thánh chủ nhân tộc thỉnh cầu sắc phong sư triển đứng ra nói Bây giờ sư triển đã là người có quyền vị cao nhất chỉ dưới phượng trường ninh. Được, nhờ ngươi thay ta biểu đạt kính ý của ta đối với thánh chủ nhân tộc. Phượng trường ninh nói. Tuân lệnh. Không bao lâu sau, một hạm đội tiên chu lớn từ chủ thế giới cửu phượng tiên đình xuất phát. Ẩn linh môn, từ phàm nhìn sư triển đã là đại thánh nhân cảnh, không khỏi nở nụ cười. Quyển sách ta cho ngươi trước đây, ngươi chưa từng dùng tới, ngươi nói ngươi từ bỏ, nhưng ta thấy bây giờ ngươi vẫn còn độc thân một mình kìa. Từ phàm nhìn sư triển, treo chọc nói. Thánh chủ, làm ngươi thất vọng rồi. Sư triển xấu hổ nói. Con đường của mình tự mình đi, ta có thất vọng hay không, không quan trọng. Từ phàm mời sư triển ngồi xuống, bồ đào dân trà. Theo lý thuyết, những năm này ngươi đi theo Phượng Trường Ninh có thể phát triển được một tiên đình lớn như thế thật sự không dễ. Chuyện sắc phong, chỉ là dựa theo quy của ta định xuống, vương triều cửu phượng các ngươi sau này muốn phát triển thế nào, từ phàm hỏi. Trường Ninh muốn đợi sau khi thực lực đủ thì rời tam thiên giới đánh ra ngoài. Sư triển thành thật nói. Ý nghĩ không tệ, trên thực lực còn có một vài trở ngại, có muốn ta giúp ngươi hay không? Từ phàm nghĩ đến cảnh gặp gỡ sư triển lúc ban đầu khi ẩn linh môn mới vừa thành lập. Thánh chủ, không cần, Trường Ninh đã thi triển bí pháp ngưng tụ khí vận chi lực của sáu đại tiên giới, có thể thúc đẩy sinh ra một cường giả hồn độn thánh nhân cảnh. Sư Triển nói, một cường giả hỗn độn thánh nhân cảnh đã đủ để trấn thủ một đại thế giới. Được rồi, các ngươi có ý nghĩ của mình, ta không nhúng tay vào nữa. Lại nói chúng ta cũng như là bằng hữu cũ, sau này đến tông môn tìm ta ôn chuyện nhiều hơn, ta rất hoan nghênh các ngươi. Từ phàm nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi. Sư triển gật đầu nói. Cương vực cửu phượng tiên đình đột nhiên bị một luồng thánh quan bao phủ. Một quyển thánh quan thư quyển lớn như tiên giới lớn chậm rãi mở ra. Tiểu quan xuất hiện trên thánh quan thư quyển, trong tay cầm một tiên ấn. Cửu phượng tiên đình, ngoài lễ chiến, trong có phồn hoa tiên thịnh, qua 50 vạn năm phát triển, đã định hình dáng tiên đình. Hiện sắc phong cửu phượng tiên đình chính vị giọng tiểu quan truyền khắp toàn bộ cửu phượng tiên đình trong nháy mắt đưa tới tiếng hoan hô của tất cả nhân tộc trong cửu phượng tiên đình được thánh chủ nhân tộc sắc phong chính là nhận được sự công nhận của nhân tộc chính phái phượng trường ninh đứng bên ngoài chủ thế giới tiên đình ánh mắt có phần phức tạp nhìn quan quyển nếu như trước đây phượng trường ninh yên lặng nói trong lòng lúc đang hồi ức một tiên ấn tản ra khí vận nhân tộc xuất hiện trước mặt phượng trường ninh hiện phong phượng trường ninh làm cửu phượng tiên đình chi chủ. Quan quyển chậm rãi khép lại, hóa thành một tiên chỉ rơi vào trong tay phượng trường ninh. Dị tượng biến mất, cửu phượng tiên đình chi chủ, vẫn đang trong hồi ức. Bên trên tam thiên giới, vương vũ luân đang ngồi trong một vùng hư không thả câu. Bóng dáng từ phàm yên lặng xuất hiện sau lưng hắn. Cũng đã lâu như vậy, còn chưa ngộ thấu, từ phàm hỏi cảnh thủy tinh pháp tắc chí cao tiến vào ấn đường huynh đệ tốt khi trước hắn cũng nhìn thấy vốn cho rằng là một trận tạo hóa của huynh đệ tốt đâu nghĩ được tình thế phát triển lúc sau có chút không đúng đừng nói là ngộ thấu bây giờ cần câu của ta thả câu vạn vật trong hư không đều có hơi tốn sức vương vũ luân thở dài nói chuyện gì thế một khối thủy tinh pháp tắc chí cao lớn như vậy cũng không có điểm thấu được ngươi à từ phàm cười ha ha ngồi xuống bên cạnh vương vũ luân từ sau khi khối thủy tinh pháp tắc chí cao kia tiến vào ấn đường của ta, liền tạo thành một tấm màn trên hỗn độn thánh hồn của ta. Muốn đột phá chỉ có thể dùng pháp tắc chí cao của bản thân, hiện tại ta bị vây khốn rồi. Ánh mắt Vương Vũ Luân ưu buồn nhìn về trước. Hắn đã ở đây thả câu rất lâu, nhưng vẫn ở trạng thái không câu được gì. Đáng tiếc ta giúp không giúp được gì, bình cảnh này chỉ có thể tự ngươi nhảy qua. Từ phàm vỗ vai huynh đệ tốt, từ từ đến dù sao có từ đại ca ở đây thời gian không thành vấn đề vương vũ luân nói trực tiếp nâng cần thu dây một cái bàn xuất hiện giữa hai người cuối cùng một dòng sông mỹ thực cỡ nhỏ xoay quanh trên mặt bàn hai bình rượu lớn được từ phàm lấy ra một người một bình thiên hy hoa tửu có thể uẩn dưỡng hỗn độn thánh hồn hỗn độn đại thánh nhân uống vào cũng có thể hơi say là rượu ngon hiếm thấy từ phàm giới thiệu ánh mắt vương vũ luân sáng lên gần đây không câu được gì nên cũng hơi hậm hực cần gấp một loại rượu có thể say hai huynh đệ ở bên ngoài tam thiên giới uống rượu từ đại ca rượu không tệ đồ ăn càng ngon hơn vương vũ luân hơi say trong lòng tràn ngập một loại cảm giác huyền diệu đó là đương nhiên dòng sông mỹ thực này là do ta tự mình ngưng tụ trong tất cả vùng hỗn độn ta du lịch thức ăn trong dòng sông mỹ thực ta ngưng tụ thuộc loại số một từ phàm phóng khoáng phất tay nói. Ha ha, từ đại ca, trước đây khi hai ta gặp nhau, ta đã cảm thấy đi theo ngươi, nhất định sẽ có đồ tốt. Kết quả vừa đi theo đã nhiều năm như vậy. Từ đại ca, cảm tạ ngươi chiếu cố nhiều năm như vậy. Vương Vũ Luân nâng ly nói. Giữa huynh đệ chiếu cố lẫn nhau, đường về sau rất dài, huynh đệ chúng ta còn phải cùng nhau đi tiếp. Từ phàm cũng đã hơi say. Lúc này, đôi vợ chồng trẻ rèn luyện thể xác từ thánh quan tinh thần trở về, nhìn thấy từ phàm và vương vũ luân uống rượu ở bên ngoài tam thiên giới. Hùng lực, nhìn thấy hai bình rượu trước mặt đại trưởng lão và vương trưởng lão hay không, có thể để cho hỗn độn đại thánh nhân có men say khẳng định là rượu ngon hiếm thấy. Tráng Linh chảy nước miếng nói, nàng cũng là kẻ yêu thích rượu ngon. Thế nào, ngươi còn muốn đi uống ké rượu, Hùng Lực cũng chú ý tới hai bình rượu đó, càng chú ý tới dòng sông Mỹ thực trên bàn hai người các ngươi đừng đứng đó nói thầm nếu muốn uống rượu thì cứ đến giọng từ phàm vang lên sau đó không chờ hai người phản ứng lại liền trực tiếp bị kéo đến bên cạnh từ phàm vui một mình không bằng vui chung đôi vợ chồng trẻ các ngươi xem như bắt kịp từ phàm vung tay lên cách đó không xa xuất hiện một cái bàn tròn phía trên lượng vòng một dòng sông mỹ thực cỡ nhỏ còn có hai bình thiên hy hoa tửu một người một vò vừa vặn có thể say không thể uống nhiều. Từ phàm phất tay, để đôi vợ chồng trẻ này tự mình đi ăn. Ngay lúc này, Tam trùng mang tiểu quan mặt đầy ngượng ngùng cũng xuất hiện cách Từ phàm không xa. "Đều ngồi vào đi, hôm nay vui vẻ, đến bao nhiêu ta mời bấy nhiêu." Vương Vũ Luân nghe được lời này, lúc này gọi các hồng nhan tri kỷ tới. Trong lúc nhất thời, các loại nữ tử tuyệt sắc xuất hiện bên cạnh Vương Vũ Luân. Một con tiểu miêu lông trắng tinh ghé vào trên đầu Vương Vũ Luân tay trái cũng quấn lên một con tiểu bạch xà từ phàm nhìn cảnh âm thịnh dương suy này chợt cảm thấy đã rất lâu tông môn không liên hoan bồ đào gửi tin cho các đệ tử trưởng lão ở tam thiên giới tới đây liên hoan từ phàm phân phó sau khi phân phó xong một thiên thủ hư tượng to lớn xuất hiện phía trên tam thiên giới sinh cơ tinh thần lại hiển hiện phía sau thiên thủ hư tượng sau đó dưới thao tác của thiên thủ hư tượng từng dòng sông Mỹ thực từ trên người hắn bay ra. Lúc này, tất cả các đệ tử ẩn linh môn đều xuất hiện bên ngoài tam thiên giới. Nhìn tất cả đệ tử ẩn linh môn đều tề tụ, từ phàm cao giọng nói, tụ họp tông môn hiện tại bắt đầu. Trong chốc lát, một luồng vật chất hỗn độn chưa khai hóa thành hàng dài phá vỡ ngoại bích vùng hồn độn tạm thời, bay đến phía trên tam thiên giới hợp thành một hòn đảo tiên linh cẩm tú. Tất cả đệ tử ẩn linh môn nhập tọa trong tiên cảnh, cùng hưởng dòng sông mỹ thực thiên thủ hư tượng biến hóa ra vương vũ luân hơi say nhìn cảnh tượng này tâm trạng bỗng thấy khá hơn ta nói cảm giác tông môn chúng ta thiếu chút gì đó thì ra là thật lâu chưa liên hoan vương vũ luân cười ha ha nói đúng vậy có vài đệ tử ta đều sắp nhận không ra từ phàm nhìn đệ tử tông môn tươi cười giàu dạc trên từng bàn nói lúc này trương vi vân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh từ phàm ngồi xuống rượu của phu quân hôm nay nồng như thế, ta uống cùng phu quân một chén. Trương Vi Vân cũng lấy ra một bình rượu tự rót cho mình. Đúng lúc kỳ hội, an ủi Vũ Luân. Từ phàm nâng ly rượu cộng ẩm với Trương Vi Vân. Theo tiệc rượu tiến hành, tất cả đệ tử ẩn linh môn đều hơi ngà say. Đệ tử ẩn Nguyệt Tông Thiên Nguyệt khi muốn hiến múa một khúc, trợ tử hứng của mọi người. Một âm thanh mềm mại mang theo men say vang lên từ phàm vừa nghe lập tức vui vẻ chuẩn từ phàm vung tay lên một sân khấu hư không hoa lệ xuất hiện có múa phải có nhạc hay làm bạn đệ tử ẩn nguyệt tông phương hoa nguyện tấu âm thanh đại đạo cùng múa lại một âm thanh dễ nghe xuất hiện chuẩn tức khắc một khúc nhạc tươi đẹp vang lên cuối cùng một phụ nữ dáng người tuyệt nhiên xuất hiện trong sân khấu hư không theo tiết tấu âm nhạc mà múa âm thanh đại đạo đi kèm với vũ đạo như vậy trong nhất thời lòng đệ tử ẩn linh môn đều say theo một khúc kết thúc lại có nữ đệ tử ẩn nguyệt tông dân lên tài nghệ chỉ thấy sáu nữ tử đại thánh nhân cảnh kiếm đạo bắt đầu múa kiếm trên sân khấu hư không kiếm ý làm cho người ta thả lỏng khuếch tán ra làm mọi người phiêu phiêu dục tiên cùng với âm thanh đại đạo trong chốc lát đều làm cho mọi người đắm chìm trong trong hải dương kiếm đạo ôn nhu một khúc múa kiếm giành được tiếng reo hò nồng nhiệt của đệ tử tất cả tông môn sau đó lại có đệ tử ẩn nguyệt tông lên đài lần này biểu diễn mỹ cảnh dị tượng khi ngũ hành hỗn độn đại đạo giao hòa sinh ra mọi người xem như si như say ca ngươi có thể sử dụng ngũ hành hỗn độn đại đạo giao hòa tạo thành loại cảnh tượng này không từ nguyệt tiên đụng từ cương bên cạnh có thể nhưng không cần thiết từ cương nhìn thoáng qua sau đó lại bắt đầu vùi đầu ăn cơm ba tiết mục trước đều là của ẩn nguyệt tông mặc dù không phân khác biệt nhưng bên ta cũng nên có tiết mục gì đó nha từ nguyệt tiên nói bắt đầu âm thầm phân phó bồ đào cũng phải nhưng bên chúng ta có chút không am hiểu loại biểu diễn này từ cương nhìn đệ tử xung quanh nói lúc này hùng lực và tráng linh đang ăn cơm ngẩng đầu lên lộ ra hàm răng trắng tinh cười nói từ đại đường chủ yên tâm tiết mục sau để phu thê bọn ta ta tới sau đó hùng lực nắm tay tráng linh trực tiếp nhảy lên sân khấu hư không lúc này các đệ tử lớn tiếng khen hay chợt yên tĩnh lại ánh mắt nghi hoặc nhìn đôi phu thê mạnh nhất tông môn này không biết bọn họ muốn biểu diễn cái gì đại trưởng lão các sư đệ lần này đê phu thê ta biểu diễn lực chi đại đạo cho các ngươi xem hùng lực nói trực tiếp đưa tay phá vỡ ngoại bích vùng hỗn độn tạm thời nắn ra một đoàn vật chất hỗn độn chưa khai hóa cực hạn của lực lượng mọi vật đều có thể tạo ra hùng lực và tráng linh đồng thời triển khai hỗn độn luyện thể kim thân sau đó đánh vào đoàn vật chất hỗn độn chưa khai hóa mỗi quyền đều bày ra lực lượng cực hạn chấn động đến toàn bộ vùng hỗn độn tạm thời cũng theo đó mà chấn động hơn nữa còn là chấn động có tiết tấu hùng lực nhìn qua tráng linh đồng thời truyền âm nói bắt kịp tiết tấu của ta sau đó chấn động sinh ra từ mỗi quyền hùng lực đấm vào vật chất hỗn độn chưa khai hóa phát triển về một hướng kỳ quái theo chấn động khuếch tán ra các đệ tử đều cảm giác được huyết mạch của mình theo chấn động bắt đầu biến hóa từ phàm cảm nhận loại chấn động này ánh mắt nhìn hùng lực tràn đầy cổ vũ đây là nhịp đập tầng sâu nhất vùng hỗn độn nắm chắc cho tốt cơ hội lần này giọng từ phàm vang lên theo tốc độ hùng lực và tráng linh đập vào đoàn vật chất hỗn độn chưa khai hóa càng nhanh chấn động cũng bắt đầu biến hóa theo chấn động này có vài đệ tử ẩn linh môn chân chính phát hiện vùng hỗn độn tạm thời chỗ tam thiên giới vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng cường mà huyết mạch của mọi người chấn động theo đợt chấn động này thể xác của bản thân cũng bắt đầu tăng cường lúc mọi người đang đắm chìm trong cảm giác thể xác tăng cường dao động này bất chợt ngưng lại chỉ thấy hùng lực nâng lên một khối vật chất hỗn độn chưa khai hóa bị đập đến cực hạn. Khối vật chất hỗn độn chưa khai hóa trong tay hùng lực lúc này đã bị loại bỏ tất cả tạp chất, cho dù là đại thánh nhân cũng có thể tùy tiện hấp thu. Bồ Đào sắp xếp rút thưởng, chia đồ vật này thành 10 phần ngẫu nhiên. Hùng lực phân phó. Cho dù chia đoàn vật chất hỗn độn chưa khai hóa trong tay 10 phần, một phần cũng đủ cho đại thánh nhân hấp thu hơn mấy vạn năm. Thu được trước mặt các đệ tử xuất hiện giao diện một bàn quay rút thưởng, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Tông chủ ẩn nguyệt tông triệu phỉ nhi nhìn một màn này, trong lòng không khỏi oán giận. Bọn ta chỉ muốn biểu diễn tiếp một lộ mặt thôi mà, ghen tức gì chứ. Sau khi rút thưởng xong, hùng lực mang tráng linh xuống đài. Ngay sau đó Lý Tinh từ đi tới. Ta vì mọi người biểu diễn tiết mục, tên là Luân Hồi Chi Mộng. Lý Tinh từ nói, trong tay xuất hiện một đoàn quang ảnh như ảo như mộng. Trong quang ảnh này lóe ra vô số bóng dáng. Dưới đài, cảnh tượng mỗi đệ tử nhìn thấy trong quang ảnh đều không giống nhau. Sau đó, dưới chỉ dẫn của quang ảnh, các đệ tử đều cảm giác chính mình tựa như tiến vào một giấc mơ. Mộng cảnh chia làm 10 thế, một thế mỹ mãn hơn một thế, cuộc sống trong mộng cảnh đã trở thành thành trạng thái lý tưởng nhất của các đệ tử. Giữa lúc mọi người ở đây ngẩn ngơ, mộng cảnh kết thúc các đệ tử sau khi tỉnh lại đều có cảm giác dường như đã có mấy đời lại kiểm tra bản thân phát hiện tâm cảnh của mình đã viên mãn như ý tựa như lưu ly tinh khiết mộng đẹp mười thế chúc các ngươi tâm ý viên mãn lý tinh từ nói đi xuống sân khấu không tệ luân hồi đạo của ngươi xem như đạt tiêu chuẩn rồi từ phàm cười khích lệ nói lúc này huynh đệ tốt vương vũ luân bên cạnh vẫn còn đang ở trong mộng đẹp miệng chảy nước miếng, không biết mơ thấy chuyện gì tốt đẹp. Yến hội tiếp tục, các đệ tử thay nhau lên sân khấu biểu diễn tiết mục, đệ tử dưới đài vừa thưởng thức mỹ thực vừa xem tiết mục, trong nhất thời dường như quên đi thế giới của mình còn đang lưu lạc. Yến hội qua đi, ẩn linh môn tiến vào thời gian bình tĩnh. Tam thiên giới lưu lạc cũng không gặp phải bất cứ cơn sóng nào. Bốn vạn năm sau, một đại thánh nhân nhân tộc xuất hiện trong một tiên giới xa xôi của Tam thiên giới trên mặt mang theo nụ cười khủng bố. Chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới hỗn độn thánh nhân là có thể rời khỏi này lồng giam lưu lạc này, đến khi đó chính là trời cao mặt chim bay. Lúc này trong ẩn linh môn, từ phàm và mấy đồ đệ đang cắn hạt dưa nhìn màn sáng. Sư phụ, ngươi nói lúc này có thể từ trong đầu hắn vớt ra được tin tức hữu dụng gì, từ nguyệt tiên nhìn đại thánh nhân nhân tộc lộ ra vẻ mặt tà ác trong màn sáng, ánh mắt tựa như đang nhìn hộp mù. Ai biết được, chờ sau khi hắn tấn cấp đến hỗn độn thánh nhân lại nói trong những năm này tin tức khai quật ra được mấy tàn hồn hồn độn trưởng thành đều rất không tệ không biết người này có thể cho ta niềm vui bất ngờ gì không từ phàm cắn hạt dưa trong lời nói tựa như đại thánh nhân trước mắt là suối nguồn niềm vui sư phụ sau khi đại thánh nhân này tấn cấp giao thì cho ta đi chu khai linh cười hì hì nói người lần trước cho ngươi ngươi lại giết chết từ Phàm có chút hiếm lạ nhìn Chu Khai Linh. "Ta chỉ thử một chút, hỗn độn thần thuật ta mới sáng tạo ra còn chưa nghiên cứu được bao nhiêu, bản thân hắn liền xảy ra sự cố." Chu Khai Linh có phần bất đắc dĩ nói. "Vậy được, thử nghiệm đồ vật này phải tiến hành tuần hoàn, nhào lên trực tiếp hạ mãnh dược thì không được." Từ Phàm không lo nhiều lắm. Đối với những cường giả tà ác muốn cắn nuốt sinh cơ sinh linh nhân tộc, trước giờ Từ Phàm đều không nhân từ nương tay. Đa tạ sư phụ. Chu Khai Linh vui vẻ nói. Vậy sau khi tấn cấp, trước hết để ta xem xét một phen lại giao cho ngũ sư đệ. Lý Tinh Từ nói. Bắt loại cường giả này, công việc sư hồn đều do hắn làm. Làm phiền sư huynh. Đúng lúc này, đại trận huyết tế đại thánh nhân nhân tộc trong màn sáng thiên tân vạn khổ mới bố trí xong khởi động. Trong nhất thời, một tiên giới bị phát trận màu đỏ tươi vây quanh thế giới này rất cường đại, sau khi đột phá đến hỗn độn thánh nhân cảnh phải tranh thủ rời đi, nếu như bị thánh chủ nhân tộc chú ý tới, vậy thì xong đời. Đại thánh nhân nhân tộc đó hơi căng thẳng nhìn đại trận huyết tế bao trùm cả tiên giới thành hình. Đại trận huyết tế này rất có ý mới, tỷ lệ sử dụng cực kỳ cao, gần như đạt đến chừng 73%. Từ phàm nhìn phát trận này thành hình, suy tính nói những tàn hồn ngoài vực này quả nhiên là một chút cũng không niệm tình bồi dưỡng nhân tộc đối với hắn, sinh linh nhân tộc một tiên giới nói huyết tế là huyết tế. Từ cương mặt đầy lạnh lẽo nói, Ngươi trông cậy vào những tàn hồn có thể tồn tại trong vật chất hỗn độn chưa khai hóa coi trọng những thứ này, trừ khi là cường giả loại thận trọng thôi. Từ phàm cười nhìn đại đồ đệ của mình nói, Ta cảm thấy ngoài thận trọng ra, hành động trả giá còn lại đều ngu ngốc. Vương hướng trì nói, khoảng thời gian hắn rảnh đến không có việc gì này sẽ đến trong tiểu viện của sư phụ xem kịch nghe sư phụ bình luận về những đồ vật bẩn lén vào cảm giác rất thú vị bồ đào ghi chép lại đại trận huyết tế này ta cảm thấy rất có ý nghĩa tham khảo loại phong cách này cũng có chút không giống với phong cách vùng hỗn độn chúng ta từ phàm phân phó tuân lệnh chủ nhân trong màn sáng theo đại trận huyết tế khởi động toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu kêu trên Vô số sinh linh trong tiên giới chậm rãi bị kéo ra sinh cơ trong tuyệt vọng, toàn bộ tiên giới đều đang từ từ khô héo. Khắp người đại thánh nhân nhân tộc ban đầu bắt đầu hóa thành biển máu, trong biển máu ẩn chứa sinh cơ thuần túy nhất. Thánh chủ nhân tộc lại thế nào, cường giả hỗn độn đại thánh nhân lại thế nào, dưới sự giấu thiên cơ của ta, bất cứ cường giả nào cũng đừng nghĩ đến chuyện phát hiện ta. Nhìn biển máu thành hình, vẻ mặt đại thánh nhân nhân tộc càng thêm kinh khủng âm thanh cũng bắt đầu trở nên cuồng vọng lúc này đám người ngồi trước màn sáng đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ nhớ kỹ bất cứ là ở đâu khi nào dù là lúc ngươi thành công nhất đắc chí nhất cũng không thể nói ra lời dưới đáy lòng nhất nếu không sống chết là nhỏ chết xã hội là lớn như vậy sẽ bị cười cả đời giọng từ phàm rất vui sướng bầu không khí trong sân cũng vui vẻ lên theo toàn bộ tiên giới trong màn sáng đều hóa thành biển máu Đại thánh nhân nhân tộc được phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu tấn cấp. Nhìn thấy chưa, đây chính là sự khác nhau giữa Hỗn Độn Đại Thánh Nhân và Hỗn Độn Thánh Nhân. Nếu Hỗn Độn Thánh Nhân sử dụng loại huyết tế này, ít nhất cần 6 tiên giới mới có thể. Mà Hỗn Độn Đại Thánh Nhân chỉ cần một cái. Từ phàm bắt đầu dạy học tại chỗ. Đại thánh nhân nhân tộc trong màn sáng vẫn còn đang tiếp tục tấn cấp. Lúc này, theo cả biển máu bị hấp thu, nhân tộc đại thánh nhân kia cũng lặng yên vô tức tấn cấp đến cảnh giới hỗn độn thánh nhân. Sau đó bèn lặng lẽ xuất hiện bên ngoài tam thiên giới, chuẩn bị đột phá không gian tiến vào khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Lúc hỗn độn thánh nhân đó cho rằng sắp thành công đột phá không gian, một đại thủ ngưng tụ từ đạo luân hồi thình lình xuất hiện, trong chớp mắt, vị vừa tấn cấp hỗn độn thánh nhân này lập tức bị trấn áp. Trong luân hồi giới, vị vừa tấn cấp hỗn độn thánh nhân bị lý tinh từ dở ra đến tan tành, Tất cả ký ức trong Hỗn Độn Thánh Hồn đều bị lục soát ra. Sư phụ, đây là một Hỗn Độn Đại Thánh Nhân đứng đầu của vùng Hỗn Độn Thắng, lúc tranh đoạt một vị trí với cường giả cùng cấp bậc thì bị Liên Thủ chém giết. Trong ký ức có rất nhiều đồ vật quan trọng, một là tọa độ của vùng Hỗn Độn Thắng. Thứ hai, hắn đạt được vị trí đại khái của một thần vật pháp tắc chí cao. Thứ ba, đạt được bí pháp khống chế tộc bọn họ, chỉ cần đến vùng Hỗn Độn Thắng Toàn tộc bọn họ có thể dễ dàng bị ta khống chế. Lý Tinh từ báo cáo thành quả với mọi người. "Không tệ, quả thật là có đồ tốt." Từ Phàm cười nói. "Được, mau ngưng tụ về lại tiên giới ngươi hư ảo ra, ta để sinh cơ tinh thần rót vào sinh cơ lần nữa." Từ Phàm nói. "Tuân lệnh, sư phụ." Lý Tinh từ gật đầu nói. Trong Tam Thiên Giới, tiên giới bị huyết tế hóa thành hư vô xuất hiện lần nữa tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chủ nhân, ý niệm tồn tại cấp quốc chủ bố trí đã khống chế mấy tiên giới, tạo thành một thế lực không nhỏ, khi nào chúng ta xuất thủ, bồ đào hỏi thăm. Đối với điệu bộ của những ý niệm biến thành nhân tộc này có thể phán đoán, hẳn là ý niệm của đám quốc chủ đế quốc thần ma. Trước hết cứ để cho bọn họ từ từ phát triển đi, cũng không vướng đại sự gì, thời khắc mấu chốt có thể vì giữ thân phận của bọn họ, còn phải giúp nhân tộc, từ phàm quan sát đám nhân tộc do ý niệm chuyển sinh nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Đúng rồi, còn bao nhiêu năm nữa mới có thể tới vùng hỗn độn, từ phàm hỏi. Căn cứ vào tọa độ để suy tính, dự tính còn có 3.000 năm, có cần gia tốc không, bồ đào hỏi. Không cần, cứ đi chậm rãi như vậy là được, chuyện khi về đến vùng hỗn độn đủ nhiều rồi. Từ phàm khoan thai nói. Có lúc hắn nghĩ, cứ mang tam thiên giới lưu lạc trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa cũng rất không tệ ít nhất cuộc sống trôi qua rất tự tại thậm chí còn nghĩ nếu mang tam thiên giới đi tìm quê quán cũng không phải không thể chẳng qua suy nghĩ đó chỉ vừa lóe qua liền bị từ phàm ném ra sau đầu vùng hỗn độn của mình còn chưa vượt ải xong mà đã muốn vượt qua khu vực hỗn độn chưa khai hóa không biết bao xa tìm kiếm quê nhà đây không phải là tìm đường chết à lúc từ phàm đang nghĩ năm ngàn năm sau nên tiến vào vùng hỗn độn thế nào, đột nhiên nghe được báo cáo từ bồ đào chủ nhân phía trước phát hiện một vùng hỗn độn cỡ nhỏ, vùng hỗn độn cỡ nhỏ không phải là tổ địa tộc kia đó chứ? lúc từ phàm nghi hoặc đột nhiên có một ý niệm cường đại tỏa định lấy tam thiên giới vật chất hồn độn chưa khai hóa phía trước tam thiên giới bắt đầu biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một thần ma lớn cỡ tam thiên giới chỉ là thần ma đó lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn tam thiên giới, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Từ Phàm. "Sư phụ, thân là chiến lực đệ nhất nhân tộc, giao cho ta." Một khí tức cường đại từ trong tam thiên giới dẫn ra, trực tiếp thiêu đốt lên, thiên thủ hư tượng của ngọn lửa pháp tắc chí cao ngũ hành xuất hiện. "Sinh linh trong vùng hỗn độn lưu lạc này nghe đây, xin lập tức rời đi, để tránh hai bên sinh ra hiểu lầm." So với Từ Cương bốc lên khí thế, Muốn đánh một trận, thần ma lộ ra vẻ đặc biệt có lễ phép. Bồ Đào, nơi này cách vùng hỗn độn không xa, có tra được xuất xứ của vị này hay không? Thần ma có thể chống đỡ trận pháp vùng hỗn độn bán vĩnh cửu, thực lực hỗn độn đại thánh nhân đứng đầu, đồng thời cũng là một trận pháp thần sư đứng đầu. Từ phàm nói điều kiện cần thiết để tìm kiếm. Đừng tốn sức nữa, Bồ Đào không tra được đây hẳn là đám thần ma hỗn chiến tranh đoạt danh ngạch giữa thần ma cuối cùng thất bại khi sơ khai hỗn độn. Phân thân số 2 không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng từ phàm. Vậy hẳn là đúng rồi. Từ phàm sờ cầm nói. Sư phụ, làm sao đây, có đánh hay không, giọng từ cương truyền đến. Lúc này, từ phàm thần kỳ phát hiện, nhân quả của khu vực hỗn độn chưa khai hóa phía trước và vùng hỗn độn kia bắt đầu biến thành mập mờ cho dù ghi lại tọa độ nơi đây, rời khỏi phạm vi nhất định thì tự sẽ bị nhân quả xóa đi. Từ cương ngươi lui ra, giao người này lại cho ta. Phân thân số 2 nói, hóa thành ác thần ma nhị. Thần ma nhị xuất hiện bên ngoài tam thiên giới. Ta là tuần tra sứ của đại lục đế quốc chúng tinh thần ma, ngươi là mạch thế lực thần ma rời khỏi sơ khai hỗn độn đúng không? Thần ma nhị làm bộ như bọn ta biết hết chúng tinh thần ma các ngươi quả nhiên thích xen lẫn cùng với đám sinh linh trong giới này. Nể mặt cùng là mạch thần ma, mau rời khỏi đây đi, thần ma từ vật chất hỗn độn chưa khai hóa tạo thành nói. Rời đi, ở thời điểm mấu chốt như thế, không muốn trò chuyện chút sao. Gặp được nhau đã là duyên phận, có lẽ ý chí vùng hỗn độn này đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho chúng ta đấy. Thần ma nhị cười nói. Rời đi. Lại lên trước chỉ có chiến tranh, thần ma ngưng tụ từ vật chất hỗn độn chưa khai hóa nói xong liền tiêu tán. Kết bằng hữu, đế quốc chúng tinh thần ma bọn ta rất bao dung, các ngươi không muốn để lại đường lui trong thời đại đại tranh này à, thần ma nhị tự tin nói. Trên mặt thần ma ngưng tụ từ vật chất hỗn độn chưa khai hóa lộ vẻ do dự. Đại thế giới của các ngươi để lại bên ngoài, chỉ có ngươi có thể tới. Được. Thần ma nhị gật đầu. Ba năm sau, tam thiên giới đi vòng qua vùng hỗn độn kia. Trong những cường giả tranh đoạt danh ngạch thất bại, phần lớn những người không chết đều chạy vào khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Trải qua diễn hóa khá lâu, có người ngưng tụ vùng hỗn độn cỡ nhỏ, có người thì lại đi qua vùng hỗn độn khác. Trong tiểu viện, phân thân số 2 giảng giải cho từ phàm về tồn tại của loại vùng hỗn độn cỡ nhỏ này. Đại khái cũng có thể đoán được, hỗn độn đại thánh nhân bình thường ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa không kiên trì được lâu như vậy. Từ phàm phẩm trà thông thả nói. Ngươi không định nói với ta, ngươi và cái người gì đó kia nói chuyện gì sao? Đây là đường lui ta bố trí cho bên đại thống lĩnh, nhưng cuối cùng người được lợi nhất định là nhân tộc chúng ta. Phân thân số 2 nói. Vậy thì được rồi. Từ phàm nói xong, đứng dậy duỗi lưng. Sau lưng, một hư ảnh đại biểu cho pháp tắc chí cao thế giới vô tự xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành hạch tâm đưa về trong cơ thể từ phàm. Cuối cùng cũng tu xong một loại pháp tắc chí cao. Từ phàm nói, một tay đập lên vai phân thân số 2, cộng hưởng pháp tắc chí cao với hắn. Ngươi muốn tu luyện pháp tắc chí cao bản thân nắm giữ đến viên mãn hết rồi lại tấn cấp hỗn độn đại thánh nhân sao, phân thân số 2 hỏi. Có dự định này, nhưng cuối cùng vẫn phải xem tình hình cụ thể. Sau này ngươi nắm giữ pháp tắc chí cao thế giới vô tự hoàn chỉnh, luyện chế hồng mông chí bảo cũng thuận tiện. Đối với sau này, Từ Phàm còn chưa nói xong, cả Tam thiên giới đột nhiên chấn động. Từ đại ca mau tới đây. Có lẽ ta gây họa rồi, giọng Vương Vũ Luân từ bên ngoài Tam thiên giới truyền tới. Chỉ thấy một cự thú to lớn không biết tên đang tàn phá bừa bãi phía trên Tam thiên giới. Lúc này pháp trận phòng ngự Tam thiên giới mở ra đã vỡ vụn. Lúc cự thú muốn đập nát hoàn toàn hộ thuẫn này, một thiên thủ hư tượng màu đỏ tươi cầm trong tay cự thuẫn xuất hiện, cứ thế cản lại một kích này. Sau đó, một cột sáng ngưng tụ từ pháp tắc chí cao ngũ hành từ trong tam thiên giới bắn ra, trực tiếp bắn trúng đầu cự thú. Gào dao động quét ngang tam thiên giới, pháp trận phòng hộ tầng ngoài triệt để vỡ vụn. Bảo vệ tam thiên giới trước đã. Từ phàm nói với thiên thủ hư tượng của từ cương phía sau. Tuân lệnh sư phụ, cả người từ cương bùng cháy lên. Thiên thủ hư tượng của sư đồ hai người liên hợp kết ấn, bọc lên cho tam thiên giới 108 tầng hỗn độn thần thuật phòng ngự. Đây là cự thú ngươi câu ra à, từ phàm nhìn huynh đệ tốt. Lúc này, bên ngoài tam thiên giới càng lúc càng có nhiều cường giả hỗn độn thánh nhân cảnh xuất hiện, bồ đào nhanh chóng bố trí chiến thuật cho bọn họ, liên hợp lại dùng để kiềm chế cự thú nổi giận. Vốn tưởng là đồ tốt, không nghĩ tới lại câu ra một con cự thú thực lực mạnh như vậy vương vũ luân làm vẻ như đã gây ra rắc rối đúng lúc này một cự nhân hỗn độn lấy hùng lực dẫn đầu thình lình đánh tới cự thú đại trưởng lão ta không trụ nổi nữa giọng hùng lực vang lên chỉ đụng vào cự thú này một cái hùng lực đều cảm giác pháp trận cự nhân hỗn độn ngưng tụ ra bắt đầu vận hành không ổn định bên cạnh phối hợp tác chiến ta chủ công một quan đoàn nện vào trên người cự thú, thế giới hư vô bỗng mở ra, từ phàm thừa cơ sửa chữa pháp tắc trong thế giới hư vô. Qua người thiên thủ hư tượng màu đỏ tươi hiện ra dòng sông huyền hoàng chí bảo, trong dòng sông đó, có mấy món chí bảo tản ra khí tức hồng mông chí bảo. Thật sự nên làm một món hồng mông chí bảo đỉnh cấp chủ sát lục. Mỗi tay thiên thủ hư tượng đều cầm một món huyền hoàng chí bảo, tản ra các loại uy năng khác biệt. Đao, thương, kiếm, côn, phủ, việt, câu. Xoa, huyền hoàng chí bảo sát lục đủ loại hình thù kỳ quái ngưng tụ thành một thanh cự phủ chém tới cự thú. Quy năng trên cự phủ phát ra làm cho cự thú này cảm thấy bất an thật sâu. Thế là tránh thoát dây dưa của cường giả nhân tộc xung quanh, chạy trốn về khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Từ cương thấy cảnh này, cả người hưng phấn lên. Một viên thủy tinh ngũ sắc tản ra khí tức pháp tắc chí cao hiện lên trên thiên thủ hư tượng hắn ngưng tụ một luồng lực lượng tựa như có thể hủy diệt tất cả bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trong viên thủy tinh từ cương ngươi kiềm chế một chút đừng bắn trúng sư phụ ngươi ngay lúc cự thú vừa tiến vào khu vực hỗn độn chưa khai hóa cự phủ đột ngột chém xuống một luồng phủ quan đuổi theo như hình với bóng về phía cự thú phá hư đại trận tam thiên giới ta không bồi thường thịt liền muốn chạy đừng hòng thiên thủ hư tượng màu đỏ tươi xông về phía cự thú muốn chạy trốn những người khác ở lại bảo vệ tam thiên giới, không cần theo. Thiên thủ hư tượng màu đỏ tươi lao thẳng vào trong khu vực hỗn độn chưa khai hóa. Cự thú cấp hồn độn đại thánh nhân, vẫn là một cự thú huyết mạch trong giới, quá ly kỳ. Phân thân số 2 vừa chữa trị pháp trận của tam thiên giới vừa lấy làm kỳ lạ nói. Còn may là cự thú này không tạo thành tổn thất quá lớn, nếu không. Vương Vũ luôn nhìn hướng từ phàm đuổi theo, chưa tỉnh hồn. Nếu nói bản thân cự thú này xem như là đồ tốt, so với hồng mông chí bảo bình thường còn trân quý hơn. Chỉ là thực lực ngươi quá yếu, không trấn được. Số 2 phân thân nhìn Vương Vũ Luân nở nụ cười. Số 2, vừa nãy ngươi nói con đó là cự thú huyết mạch trong giới, lúc này Vương Vũ Luân mới phản ứng lại. Nuôi trong nhà hoang dại, liếc mắt một cái là nhìn ra, nghĩ không hiểu thì tự mình chậm rãi ngộ đi. Ngươi xem bản thể đuổi theo hăng hái như thế, phỏng chừng là muốn bắt sống con cự thú đó. Phân thân số 2 cầm trong tay trận bàn hồn nguyên, miễn cưỡng tu bổ lại xong đại trận bên ngoài tam thiên giới, chuyện còn lại có thể giao hết lại cho bồ đào. Bắt lại làm thú nuôi sao? Thông minh. Lúc này, ở khu vực hỗn độn chưa khai hóa, từ phàm ngồi trên hỗn độn chi chu không nhanh không chậm đi theo cự thú kia. Cự thú huyết mạch, quá trân quý, nhất định phải bắt sống về vẻ mặt từ phàm có chút hưng phấn bồ đào báo cho nguyệt tiên bảo nàng nắm chắc bồi dưỡng ra một nhóm thiên dựng thú từ phàm phân phó tuân lệnh chủ nhân từ phàm nhìn con cự thú đang điên cuồng chạy trốn phía xa bắt đầu suy tư cự thú huyết mạch trong giới có thể trưởng thành đến thực lực cấp hỗn độn đại thánh nhân vùng hỗn độn đó phải mạnh bao nhiêu đúng lúc này cự thú đang chạy trốn đột nhiên quay đầu một chưởng đập lên hỗn độn chi chu hỗn độn chi chu di chuyển khéo léo tránh đi thiên thủ hư tượng màu đỏ tươi cầm trong tay một thanh cự phủ xuất hiện cự phủ trong tay đột ngột chém xuống chỉ trong nháy mắt một luồng lực lượng chí cao từ trên người cự thú hiện ra chỉ thấy không gian khu vực hỗn độn chưa khai hóa bỗng vỡ ra một quan đoàn bao trùm lấy hạch tâm cự thú vọt vào trong không gian tại chỗ chỉ còn để lại thể xác của con cự thú to lớn này cảm nhận được thể xác cự thú chỉ còn lại cái vỏ rỗng thần sắc trên mặt từ phàm biến ảo đừng tưởng rằng mang theo bản nguyên rời đi là được sau này sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được ngươi kim thiền thoát sát thú vị từ phàm thu cự thú vào trong chí bảo không gian trở lại hỗn độn chi chu bay về tam thiên giới tam thiên giới khởi động lại lần nữa bay về vùng hỗn độn trong một không gian thần bí tại ẩn linh môn từ phàm Vương Vũ Luân và phân thân số 2 nghiên cứu thân thể con cự thú này. Thể xác ẩn chứa lượng lớn pháp tắc chí cao, làm thành thức ăn, đúng là đại bổ. Phân thân số 2 vỗ cự thú lớn như tinh thần. Đừng vội ăn, xem thử có biện pháp để thánh hồn thần thú khác tiếp quản cự thú này hay không. Từ phàm suy nghĩ nói. Một cự thú huyết mạch trong giới mang chiến lực hỗn độn đại thánh nhân đứng đầu, lợi dụng được là một trợ lực lớn. Phân thân số 2 nói từ đại ca, nếu thực sự không được ta lại câu cho ngươi thêm một con, ta cảm giác ta đã đột phá lớp màn phát tắc chí cao kia rồi. Vương Vũ luôn nói. Đặc điểm lớn nhất của cự thú huyết mạch trong giới chính là có thể sinh ra giờ sau, ngươi lại câu ra, xác suất đại khái là sẽ trúng loại sinh ra trong hỗn độn, không cha không mẹ, không đáng tiền lại còn phiền phức. Từ phàm nói. Thôi vậy. Một luồng lực lượng không gian lóe lên, từ nguyệt tiên xuất hiện cách ba người không xa sư phụ những đồ vật ngươi rút ra ta đều thử hết nhưng không có một cái nào thiên dựng thú có phản ứng từ nguyệt tiên nói đã biết không nghĩ tới tự thú đó bảo hộ huyết mạch của mình vẫn rất nghiêm ngặt đúng lúc này từ phàm nhìn thấy tiểu bạch long trên vai từ nguyệt tiên cho ngươi một cuộc tạo hóa muốn không từ phàm chợt nói tiểu bạch long đang lười nhác từ nguyệt tiên nghe thấy lời của từ phàm bỗng sững sờ sau đó kích động quẩy đuôi nhỏ của mình, biểu thị chính mình nguyện ý bởi vì mâu thuẫn giữa Long tộc và Thánh chủ nhân tộc. Hiện tại Long tộc đã thuộc giống loài lâm nguy, bồ đào đặc biệt dành ra năm tiên giới dùng để bảo hộ Long tộc. Hiện tại định vị của Long tộc ở tam thiên giới là giống loài mang tính thưởng thức, cường giả đứng đầu nhân tộc đều sẽ nuôi mấy con để thể hiện thực lực của mình. Ở trong tình hình đó, Bạch Long vẫn luôn muốn thoát khỏi thân phận Long tộc của mình. Sư phụ, để tiểu bạch đoạt xá tự thú, có phải hơi miễn cưỡng không?" Từ Nguyệt Tiên lo lắng hỏi. "Không sao, chỉ là thử xem, nếu thành công xem như đoạt tạo hóa hỗn độn, thất bại thì vẫn là nguyên dạng, không có tổn thất." Từ Phàm nói, vẫy tay với Bạch Long, chỉ thấy thánh hồn của Bạch Long bay về phía thế giới vô tự trong tay Từ Phàm. Trước đó cần cải tạo một chút, nếu không không thể hoàn toàn khống chế tự thú. Mặc dù dáng vẻ cự thú này không đẹp bằng long tộc ngươi, nhưng xấu chỗ tốt của có xấu từ phàm chậm rãi sửa chữa pháp tắc trong thế giới vô tự để thánh hồn của bạch long lặng yên thay đổi sư phụ tiểu bạch thay thế cự thú này thì có phải sẽ có được thực lực hỗn độn đại thánh nhân không từ nguyệt tiên mong chờ hỏi cần thích ứng một thời gian mới được trong lúc này ngươi cần bố trí nhiều thêm thiên dựng thú ở cùng bên cạnh cự thú huyết mạch thực lực cao như vậy không dễ tìm đâu từ phàm ấn thế giới vô tự chứa đựng thánh hồn của Bạch Long vào trong cơ thể cự thú. Xong, qua mấy vạn năm phỏng chừng là được. Từ phàm phủi tay mang mấy người rời khỏi thế giới này. Bên trên tam thiên giới, từ phàm xuất hiện sau lưng vương Vũ Luân đang câu cá. Có câu được đồ tốt gì không, từ phàm cười hỏi. Câu ra một đống thủy tinh hồng mông tử khí, ta bảo bồ đào để hết vào trong bảo khố, từ đại ca cần thì cứ dùng. Vương Vũ Luân một tay cầm cần câu một tay vuốt ve tiểu bạch miêu nằm trong ổ, bây giờ ngươi có thể cảm giác được thế giới bên lưỡi câu không? Từ phàm lấy ra một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh Vương Vũ Luân, đưa tay túng ra hung bạch đang ngủ say trong tiểu viện. Mơ mơ hồ hồ, từ đầu đến cuối đều có một loại ngăn trở nhìn không thấy. Vương Vũ Luân lắc đầu nói. Vậy pháp tắc chí cao này của ngươi vẫn ngộ chưa đến nơi đến chốn đâu. Trong tay từ phàm cũng xuất hiện một chiếc cần câu, lưỡi câu theo lực dẫn dắt không rõ đâm vào trong hư không. Từ đại ca, ngươi cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc thả câu vạn giới sao, vương vũ luôn ngạc nhiên nói. Không có, chỉ là đổi một loại phương thức, đạt tới hiệu quả như nhau thôi. Lưỡi câu của từ phàm tiến vào hư không không bao lâu, dây câu đột nhiên căng ra, sau đó từ phàm vung tay lên, chỉ thấy trên lưỡi câu treo một thanh linh kiếm pháp khí. Vương Vũ Luân nhìn thanh linh kiếm trên lưỡi câu, càng nhìn càng quen thuộc. Từ đại ca, đây không phải thanh linh kiếm đầu tiên của ngươi khi trước, thông u sao? Đúng, chính là thanh linh kiếm này. Ngươi thả câu vạn giới hỗn độn, ta thì lại thả câu trong dòng sông thời gian của bản thân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.